con có nghe nói Ngọc Hoàng Thượng Đế ở cõi tiên thiên thấp hơn cõi Niết Bàn. Chúng con tưởng Ngọc Hoàng Thượng Đế là địa tiên, tức là thấp hơn Phật. Nhưng từ khi cha xuất hiện trong phái vô vi, cha đã cho huynh đệ chứng nghiệm nhiều điều siêu việt và giúp chúng con mở trí rất nhiều. Riêng con cũng được duyên phước hiểu thêm nhiều vấn đề cao siêu mới lạ mà chưa nghe kinh sách nào nói đến. Nhờ vậy chúng con mới biết về tới Phật phải tiến hóa trở về cha. Tuy nhiên chúng con vẫn thắc mắc tại sao cha lại ở cõi kinh thiên thấp hơn cõi Phật ở cha. Này con, phần đông các Phật tử cũng như các con thuộc phái vô vi trước nay vẫn hình dung rằng Thượng Đế là ông vua ở các cõi trời thấp hơn cõi Phật. Thật sự những vị vua ở các cõi trời thấp mà các con thường hình dung chỉ là những vị thiên đế, thiên vương hay thiên tôn vân vân do cha phân thân ra để trông nom cai quản. Con phải biết mọi việc trong càn khôn đều do cha điều động sắp xếp. Mọi tầng giới từ thấp đến cao, cha đều phải hiện diện dưới nhiều hình thức khác nhau để coi sóc sự tiến hóa những tiểu linh quan của cha ở các cõi đó chứ con. Và các hệ thống tổ chức điều hành công việc của cha thật vô cùng vĩ đại, hết sức chằng chịt tinh vi không sao tả được. Trí phạm các con không cách gì hình dung nổi đâu. Cho nên cha đã nói cha là bầu gánh kim soạn giả, kim đạo diễn, kim đào kép diễn viên là vậy. Do đó, cha có mặt ở khắp mọi cung, mọi cõi với đủ mọi vai trò từ thấp đến cao, từ vua đến quan đến sĩ tốt vân vân. Còn việc các con hỏi tại sao cha lại ngự ở cõi kinh thiên thấp hơn cõi Phật, cha sẽ cho các con biết rằng cha ở cõi kinh thiên, nhưng nơi cha ngự là trung tâm vũ trụ, là nơi cung cấp nguồn năng lực để chuyển động vùng máy vĩ đại của càn khôn đó con. Cha ở thấp hơn cõi Niết Bàn, nhưng thấy biết và có mọi trạng thái của tất cả các cung các cõi từ cực trượt cho đến cực thanh. Vì vậy cõi Niết Bàn là một thành phần nằm trong cái bản thể vĩ đại của Thượng Đế, và cõi này được Ngài nuôi dưỡng bằng ý chí và thần lực của Ngài đó con. Để các con dễ hình dung, con hãy nhìn lại cái bản thể của con, tức là cái tiểu càn khôn mà con đang ngự trị. Có phải chăng con, tức là tiểu linh quan, tức là chân thần của cha, là chủ nhân ông nắm quyền cai quản cả tiểu thiên địa không? Và phải chăng chủ nhân ông hay chân thần đang ngự nơi trái tim bản thể là thuộc về cõi kinh thiên của cái tiểu càn khôn mà con đang trông coi không? Như vậy, con có thấy linh hồn của bản thể con không nằm ở vị trí cao của bản thể, nhưng lại điều hành hết mọi sinh hoạt toàn bộ máy móc cơ quan trong thể xác của con không? Cho nên trước đây hầu như các con thuộc phái vô vi điều lầm cho rằng cha ở cõi thấp hơn Phật nên không bằng Phật. Lúc cha xuất hiện trong phái vô vi, có đứa hỏi cha, ông trời lớn hơn ông Phật hay nhỏ hơn ông Phật? Cha đã trả lời, ông trời nhỏ hơn ông Phật, bằng ông Phật mà lớn hơn ông Phật luôn đó con. Ông trời vừa là ma quỷ, là cát đất, là kim thạch, là thảo mộc, là cầm thú, là con người, là thánh tiên, là ông Phật và là cha ông Phật nữa đó các con. Cho nên về tới Phật rồi còn phải đi, phải tiến đến ngôi Thượng Đế. Thật ra Phật là gì các con có biết không? Phật là tính thanh, là tính sáng của càn khôn. Nhưng Phật chưa là chính giác, bởi Phật chỉ là Niết Bàn, là khối thanh, khối sáng của càn khôn mà thôi. Nhưng Phật không là càn khôn, bởi Phật chưa là chân lý, Phật chưa đạt được đầy đủ bản chất của chân lý trọn vẹn đó con. Vì chân lý phải có cả thanh lẫn trượt. Phật thì đã lìa tính trượt, Phật không còn muốn trượt, không còn làm trượt, không còn chịu đựng trạng thái ác trượt nữa. Vậy nghĩa là Phật chưa toàn năng, toàn giác, toàn mỹ và chưa thật biết bi trí dũng trọn vẹn đó các con. Thật vậy, Phật đã lìa tính trượt, không còn muốn trượt, không còn làm trượt thì chưa thể xem là toàn năng, toàn giác, toàn thiện, toàn mỹ đâu con. Phật chưa đủ đại từ, đại bi để chịu đựng cả trạng thái ác trượt, tối tâm ngu muội, để chịu khổ, chịu cực, làm cả ma quỷ hầu hỗ trợ vũ hiệu cho sự tiến hóa không ngừng của càn khôn. Như vậy là chưa đủ bi dũng, mà bi dũng còn thiếu thì trí Phật chưa thể mở đúng mắt được. Phật chỉ thích cái thanh, không thích cái trượt, chỉ thích cái sáng mà chê cái tối, cũng là còn mê chấp. Chưa thật sự là vô vi, chưa thật sự hòa, chưa thật ở mọi trạng thái của hư không,
nhưng chưa thể đạt hư không được đâu con. Thế nên Phật phải còn học thêm để được toàn năng, toàn giác và thật sự biết bi trí dũng trọn vẹn đó con. Do vậy Phật đại bi, đại trí, đại dũng với chúng con, nhưng còn thiếu bi trí dũng trước chân lý tức thượng đế hay đấng cực bi. Đó là lý do vì sao Phật đã tuyên bố trong Pháp Hội Duy Ma rằng thằng Phật rồi vẫn không bỏ đạo Bồ Tát đó các con. Con sẽ hỏi rằng Phật đã học bài trượt lúc còn ngu muội, đã biết nó rồi, đã từ chỗ trượt mới tiến nhân thanh, sao giờ đây lại còn phải học trở lại nữa? Tại sao? Đây, cha giải thích cho các con rõ. Các con nên biết trước đây Phật đã học bài trượt, biết cái trượt bằng cái trí ngu muội tối tăm. Sau đó Phật phải từ bỏ nó, lìa nó để tiến lên được cái thanh, cái sáng. Sáng rồi, thanh rồi cũng chưa phải đến nơi đâu con, chưa là chân lý. Vì chân lý phải có sáng, có tối, có thanh, có trượt cùng một lúc. Cho nên nếu Phật muốn tiến hóa lên nữa để về tới chân lý trọn vẹn, đạt đầy đủ bản chất của chân lý, Phật phải trở xuống trượt để tiến hóa nữa. Nhưng lần này đã có trình độ sáng, Phật sẽ trở xuống trượt bằng ý chí sáng suốt, nhìn cái trượt, thấy cái trượt nó minh triết, đi vào trượt mà chủ động, nếm trượt, chịu trượt, không phải vì ngu muội, vì vô minh, mà vì bi trí dũng đó các con. Do vậy, ngay càng xuống trượt thì càng thân hơn, càng dấn thân vào chỗ tối, chỗ nặng thì càng được sáng nhẹ và bi trí dũng càng lúc càng phát triển cho đến vô cùng tận. Đến bao giờ Phật thực hiện được thân trượt cùng một lúc, điểm quan sinh động hòa làm một vào mọi trạng thái từ trượt tới thanh, từ tối tâm đến sáng suốt, ấy là đã về đến chân lý, đạt được mọi bản chất của chân lý, hợp nhất với khối đại linh quang của vũ trụ, được ở ngôi vị thượng đế. Chừng ấy Phật mới thật sự được hòa vào hư không vậy. Cho nên khi một linh hồn từ cõi nặng trượt về đến cõi thanh tịnh sáng suốt, nếu nó ham thích cảnh niết bàn, báo hiếu hưởng thụ cảnh thanh tịnh an lạc mà dừng nghỉ ở đó không chịu tiến nữa, ấy cũng là mê, là cái nghiệp tham si của Phật. Mê thích cái thanh tịnh sáng suốt an lạc mà ngồi lại đó mãi, không lo tiến hóa gây trở ngại cho sự tiến bộ của nó, sái quy luật tiến hóa của càn khôn, ấy cũng là sái quấy, là tội lỗi của cấp Phật vậy đó các con. Nên nhớ rằng chân lý không thể dừng nghỉ, nó phải luôn luôn di động, nó mới được đời đời bất biến. Muốn ở trạng thái thực sự nghỉ ngơi, thực sự an hưởng, con phải làm việc không ngừng. Đấy là chân lý đó các con. Cho nên về đến Niết Bàn chỉ hưởng được thanh tịnh an lạc, chứ chưa hưởng được trạng thái cực thanh, cực tịnh, cực an lạc để nếm hạnh phúc tuyệt diệu kỳ ảo vô tận vô biên đâu các con. Hãy biết rằng khi cực động mới hưởng được cực tịnh, khi ở mọi trạng thái cùng một lúc, vừa trượt vừa thanh, vừa địa ngục vừa trần gian vừa niết bàn vân vân, thì mới thưởng thức được trọn vẹn mọi cái đẹp, mọi lạc thú mênh mông vô cùng tận đó các con. Có đứa cho rằng cung cách giảng thuyết của cha cũng như lối xưng hô thằng này đứa kia, như gọi thầy các con bằng thằng, hay các vị lớn như Phật, Chúa, Khổng Tử bằng thằng Chúa, thằng Phật, thằng Khổng Tử, như vậy cha có vẻ tự tôn kiêu ngạo. Nhưng con ơi, con nghe cha hỏi đây, có đạo lý nào lên án cha gọi con bằng thằng là tự tôn kiêu ngạo hay không hỡi con? Hay chỉ có những đứa con nó nghe cha nó kêu nó bằng thằng mà thấy khó chịu, những đứa ấy mới tự tôn kiêu ngạo chứ con? Nhưng nếu con nào nghe cha xưng hô thằng này đứa nọ mà lên án cha là tự tôn kiêu ngạo, thì cha sẽ cho nó biết rằng nó nói cha kiêu ngạo chưa đủ rõ, phải nói rằng cha là đại kiêu ngạo và kiêu ngạo vô cùng tận mới đúng hơn đó con. Cha là thằng kiêu ngạo nhất càn khôn, cha cao nhất và cũng thấp nhất, cao cả nhất mà cũng hèn mọn nhất. Cả sự hèn mọn cha cũng nhất, không muốn thua ai, cho nên cha kiêu ngạo cả trong sự hèn mọn nữa con. Và nếu khi cha không còn kiêu ngạo nữa, cha để cha thua một cái gì, nhường bước cho một cái gì, còn để cái gì cao hơn cha, thì đấy là sự sụp đổ của chân lý tối thượng vậy. Thế nên chân lý vốn dĩ đại kiêu ngạo, đấy là bản chất bất khả diệt của nó đó con. Tuy nhiên cha cho con rõ, ở ngôi thượng đế cha có quyền khinh thường hết mọi thứ trong càn khôn vũ trụ. Cha có quyền coi mọi thứ thấp kém hơn cha hết, không những chỉ vì cha là chân lý tối thượng, không những chỉ vì cha là đấng sáng tạo ra nó, mà cả vì lý do khi cha nghĩ khinh nó, khi cha thấy nó thấp kém hơn cha,
cho nhìn được chỗ nó là cha, cha là nó với cha là một đó mà thôi. Cho nên cha khinh mà không khinh, làm cao mà thấp, kiêu ngạo mà không kiêu ngạo đó con. Nên biết rằng khi con làm được cao cả nhất và làm được hèn mọn nhất, thấy được cả hai trạng thái đó cùng một lúc, ấy là con đã thật sự biết kiêu ngạo vậy đó các con. Thưa cha, trước đây con có nghe nói người hành pháp thiền vô vi này không cần ăn chay, vì có phần pháp luân thường chuyển khử trược lưu thanh, cho nên ăn mặn mà vẫn thanh. Và cái xác thân này giống như cái nhà tốt, sang trọng như cái xá vệ quốc. Vậy tại sao không tự bi thâu nạp những phần điển của các con thú vào để cho nó sung sướng, để độ nó, dẫn tiến nó đi lên? Đấy là cứu nó chứ đâu phải sát nó. Nhưng từ ngày có cha xuất hiện trong phái vô vi thì những người khuyên con, họ ăn chay trường trở lại tất cả. Như vậy có phải chăng trước đây họ nói sai không cha? Này con, tại sao không từ bi thu nạp những phần điển thú vào cái nhà tốt sang trọng, vào cái xá vệ quốc của người tu, cho nó hưởng sướng hơn, để độ nó, để dẫn tiến nó đi lên hả con? Điều này đứa đó nói đúng chứ con. Nhưng có điều, chỉ đúng với người tu tiến quá cao, đã phát huệ, có trình độ thanh điển nhiều để có thể dẫn tiến con vật. Chỉ những cá nhân này mới có được bản thể đủ thanh lọc, xứng đáng xem là căn nhà sang trọng, là xá vệ quốc để thu nạp các phần điển thú vào, cho nó hưởng được sự sung sướng, sự sáng suốt thanh nhẹ để dẫn tiến nó đi lên thôi. Trường hợp này ăn mặn có phước, có công quả, đem điển thú vào bản thể mà giúp cho nó tiến hóa đi lên được nhờ sự sáng suốt và khối thanh điển của mình, thì nên làm, đấy là cứu nó chứ không phải sát nó. Nhưng còn chúng con đa số tu theo pháp lý này cũng bắt chước ăn mặn, nhưng bản thể chúng con chưa đủ thanh lọc, huệ chưa sáng, thanh điển chưa bao nhiêu, căn nhà bản thể con tẩy đầy rác rưới, meo mốc tối tăm, vì chưa được tẩy rửa bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ mới bắt đầu quét rác. Nhưng rồi con chắc con đã quét sạch chưa? Ngồi công phu hành pháp luôn, quét ra được mớ rác, sau đó lại quấn thêm mớ khác vào, quét ra bao nhiêu lại quấn thêm bấy nhiêu vào. Đấy là chưa kể trường hợp mỗi tối quơ vào vài cú chổi cho lấy có. Thế thì con ơi, trường hợp này thật căn nhà của con không thể được xem là uy nga sang trọng, là cái xá vệ quốc để thu nạp chúng sinh mà khỏi bị phàn nàn đâu con. Căn nhà con còn lụp xụp tối tăm, thiếu vệ sinh, chưa quét dọn được là bao. Thế mà con còn thu nạp mỗi ngày bao nhiêu là chúng sinh vào cái chỗ lụp xụp tối tăm bẩn thỉu ấy nữa, để làm gì hả con? Dĩ nhiên vào một nơi như vậy chỉ khiến cho chúng khổ sở tù túng ngu muội và không thể nào tiến hóa lên cao được. Vào căn nhà con mà không thấy sung sướng thoải mái, không được tiến bộ sáng suốt hơn, thì tự nhiên chúng phải quay lại khảo đảo con thôi. Ấy là chưa kể con còn phải có nợ ân quán giang hồ với chúng, vì con đã giết chúng rồi đem chúng vào nơi tối tăm khổ sở. Đấy gọi là nghiệp sát đó con. Cho nên người tu ăn mặn mà không có trình độ dẫn tiến các phần điển thú để giúp chúng lên cảnh giới sáng hơn, thì các phần thú này phải bị kẹt lại trong bản thể, khiến bản thể bị trượt, và điểm của chúng sẽ phất vưởng theo con để đòi nợ phá phách, rồi trì kéo con đường tu tiến của con thôi. Cho nên các con trong phái vô vi đa số không ăn chay, vì ỷ lại vào cái pháp luân thường chuyển khử trượt lưu thanh. Nhưng cha hỏi con, mỗi lần công phu con có chắc rằng cái pháp luân đó quét được sạch rác rưới tích tụ từ bao nhiêu kiếp chưa? Ấy là chưa kể số rác rưới có thể quấn vào thêm hiện tại trong đời sống hồng trần mỗi ngày của con. Con đã tẩy rửa con chưa sạch, chưa thanh, đã vậy con còn đem phần trượt điển thú vào, và dám tin chắc rằng con có thể tẩy rửa cho nó sạch, giúp nó sáng để đi lên hay sao hả con? Cho nên người tu giết con vật mà độ được nó, giúp nó sướng hơn, sáng hơn và tiến hóa được, thì đấy là công quả đó con. Còn giết nó mà không độ được, để nó kẹt trong khổ sở tối tăm, ấy là nghiệp quả đó. Giết nó mà dẫn tiến được nó, ấy là cứu nó, là có ân với nó. Còn giết nó mà không dẫn tiến được, ấy là hại nó, là có quán với nó. Mà có quán với nó thì nó phải theo nó báo mà thôi đó con. Cha con nghe lý luận rằng, nếu ăn chay mà thành Phật, thì con bò ăn toàn rau cỏ đã thành Phật lâu rồi. Điều này cũng đúng, vì con nào nghĩ ăn chay mà thành Phật, ấy là mê tín, là vọng tưởng đó con. Phải hiểu rằng các con không thể ăn chay mà thành Phật được đâu. Việc ăn chay chỉ trợ duyên cho người tu dễ đi, mau tiến hóa, bản thể được thanh hơn người ăn mặn, nên mau nhẹ, mau sáng hơn đó thôi. Người tu thiền mà ăn chay sẽ hành công phu nhẹ nhàng hơn người ăn mặn chắc chắn. Vả chăng người tu khi ăn chay cũng là giúp toàn hồn phát triển đức từ bi hỷ xả. Con không thể ru ngủ lương tri vì lợi mình, vì miếng ngon của mình, để nhúng tay vào máu sát hại loài thú khi chúng đã có trình độ biết tham sống sợ chết. Con có thấy không, chúng đau đớn rên xiết quằn quại biết ngần nào giữ tay đồ tể, và chúng cũng dùng hết sinh lực để giãy giụa mong thoát khỏi cái chết đang chờ chúng, và bám víu vào sự sống mong manh một cách tuyệt vọng ở những giờ phút sau cùng.
Nếu các con có huệ nhãn để quan sát phần điểm con thú giờ phút đó, các con sẽ thấy điểm của chúng rung động với những màu sắc diễn tả sự kinh hoàng tột độ và sự oán hận ghê gớm những người đã giết chúng và làm chúng đau khổ. Là người tu phải học hạnh từ bi phát tâm cứu khổ chúng sinh, thế nên con phải hiểu, khi giết một con vật để ăn mà dẫn tiến được nó là con cứu khổ nó, giết nó để ăn mà không độ được nó, ấy là con đã sống trên máu và trên những đau đớn rên xiết của nó đó con. Điều này để con thấy rằng, khi chưa có trình độ để cứu khổ con vật bằng cách giết nó, thì hãy cứu khổ con vật bằng cách phóng sanh nó vậy. Các con có hiểu được chỗ này không? Nếu hiểu thì ráng trường trai nghe các con. Thưa cha, xin cha cho con rõ, người tu theo pháp thiền vô vi này thì phải tới trình độ nào mới có thể ăn mặn mà cứu độ được súc sinh hả cha? Này các con, người tu nếu muốn ăn mặn để lập công quả độ thú thì hãy chờ khi huệ nhãn mở tới trình độ thấy được hồn con vật, thấy được cảnh nó vô bản thể mà nó vui nó sướng nhờ khấu thanh điển của mình. Và sau đó khi ăn nó, mình công phu dùng tư tưởng dẫn tiến nó để mình niệm Phật, nó chịu niệm Phật theo mình, chịu nghe lời mình dạy tu để tiến hóa lên tầng giới cao hơn. Phải thấy được những cảnh như vậy bằng huệ nhãn của con thì mới chắc rằng con ăn thú vô mà giúp được nó sướng nó nhẹ. Khi đến trình độ đó, nếu muốn ăn mặn thì cũng chưa muộn, nhưng hiện nay thì không cần thiết và chưa phải lúc đâu các con. Thưa cha, con vật cũng như con người, tai nạn sống chết đều có số, tới ngày giờ phải bị giết theo nghiệp quả. Vậy tại sao mình giết nó lại có nợ sát sinh với nó để nó theo máu mình hả cha? Này các con, nó theo báo con, đòi nợ con vì trình độ hiểu của nó chưa tiến hóa đến chỗ biết tha thứ cho những ai làm nó đau khổ đó con. Đấy là thú tính đó. Con người cũng vậy, khi nó tỏ ra căm hận và sinh ý muốn trả đũa báo oán lại kẻ gây điều đau khổ cho nó, ấy là nó đã thể hiện thú tính đó con. Cho nên khi con sát hại con thú mà chưa đủ trình độ để giúp nó sáng thêm hiểu biết để chịu tu, không oán hận nữa, thì tự nhiên với bản tính còn phát triển ở trình độ thú, nó oán hận và theo đòi nợ con đó thôi. Thưa cha, nếu tất cả đều do nghiệp quả phần số chỉ định, thì việc con phải sống bằng những nghề chài lưới chăn nuôi cũng là theo phần số. Vậy con nuôi bò, heo, gà và vân vân, hoặc chài bao nhiêu cá tôm để loài người sát hại ăn uống, việc ấy có tội không? Khi đây là tại số phận của con phải sống bằng nghề này hả cha? Này con, những tay đồ tể hay những con nào sinh sống bằng nghề sát sinh hại vật gây nợ máu với loài thú đều là vướng vào nghiệp không lành cả. Giá các con thấy được những tư tưởng oán hận của con vật và cảnh hồn nó đeo theo con đòi nợ ra sao, chắc các con phải dứt khoát buông dao đồ tể vì không còn tâm dạ nào muốn giết hại chúng nữa. Nhưng đấy là cảnh tượng thuộc khoa học vô vi mà mắt thường không thể chứng nghiệm được. Thế nên loài người cứ vì lợi mình, vì miếng ngon cho khẩu vị mà thẳng tay tàn sát chúng không chút xót xa. Nhưng rồi nếu cho rằng với mắt thường con người không thấy được phần điển con thú oán hận theo đòi nợ, thì bằng mắt thường con người cũng phải chứng kiến cảnh tượng máu đổ ghê gớm, cảnh rên xiết quằn quại dãy giụa hải hùng của loài vật, để rồi tự vấn lương tâm xem mình có quyền dùng quy lực của kẻ mạnh hơn, biết hơn, thông minh hơn mà thẳng tay đàn áp sát hại và sống bằng máu, bằng cái chết của một sinh vật yếu đuối ngu muội hơn nên không đủ sức tự vệ hay không. Chúng cũng biết kinh sợ và đem hết khả năng để tự vệ hầu thoát được cái chết đang đe dọa. Tâm trạng ấy, bản năng phấn đấu ấy đâu khác gì con người hả con? Đã vậy còn ngụy biện rằng người ta giết sẵn đem bán, tôi mua về tôi ăn miếng thịt của con vật đã chết sẵn rồi, tôi đâu có chính tay sát hại nó. Nhưng thử hỏi, không có người ăn làm sao có người giết, không có cầu làm sao có cung hả con? Vì vậy cả người giết lẫn người ăn đều phải chia nhau món nợ máu với mấy con thú bị sát hại. Cho nên khi con người đã có trình độ phát triển nhân tính thật sự thì không còn muốn giết hại loài vật nữa đâu con. Vì vậy đã không biết thì thôi, biết rồi thì các con phải mau mau phát tâm bỏ nghiệp dữ để tiến sang nghiệp lành hơn, tìm những cách sống không vai nghiệp nặng, dẫu không đem lại cho con nhiều lợi nhuận vật chất nhưng về phương diện tinh thần con sẽ tránh bớt nợ oan khiên. Cho ví dụ một trường hợp điển hình, đấy là trường hợp của một đứa trong phái vô vi mà chắc các con ở đây có biết. Trước đây nó có chạy chăn nuôi, sau một thời gian hành pháp vô vi này, ngồi công phu thấy bị mấy con thú nó buông nó phá, rồi nó đào ao nuôi cá để kiếm lợi, tối công phu thấy bầy cá nó buông nó rỉa, nó hoảng sợ, lương tâm nặng nề cắn rứt. Sau đó có cơ hội diện kiến cha, nó liền xin cha ban ơn chuyển nó, giải nghiệp sớm. Thấy nó thật tâm, cha chuyển cho nó được như ý. Giờ đây nó đã dẹp trại chăn nuôi, hôm trước được vào đánh lễ cha, nó thưa rằng,
Con có tay chăn nuôi, con biết tính toán sao cho có lợi nhiều bằng nghề này. Nhưng sau một thời gian tu theo pháp vô vi quyền bí học, con bắt đầu đổi tánh, nhất là khi công phu thấy cảnh mấy con thú nó phá, lương tâm con nặng nề căng rứt, không còn ham muốn sống với nghề này nữa. Giờ đây được cha ban ơn cho con, giải quyết đâu đó ổn thỏa, con thấy nhẹ nhàng thảnh thơi hơn, dẫu giờ đây con không còn kiếm được lợi nhiều như trước nữa. Trường hợp trên là gương điển hình để con nào nếu đã lỡ vì vô minh mà vướng vào nghiệp sát, sống bằng những nghề có nợ với loài thú, thì khi đã hiểu hãy dứt khoát phát tâm chuyển sang nghiệp lành hơn đi con. Rồi con phải lo chí quyết tu hành lập công bồi đức để mau tiến hóa. Ngày nào con tiến hóa lên cao cứu độ được chúng là con mới hết nợ với chúng đó con. Các con phải biết oan oan tương báo, có vay thì phải có trả, càng vay nhiều thì càng phải trả nặng. Trước sau gì rồi luật nhân quả cũng phải tác động để cho con học mà thôi. Các con phải khá hiểu điều này và hãy gắn trường trai dùm cho cha đi nghe các con. Thưa cha, nhưng rồi các loài vật dưới nước cũng như trên cạn, nếu không bị loài người sát hại, không có nguồn tiêu thụ thì chắc chúng sẽ càng ngày sinh sôi nảy nở, choáng hết chỗ sống của loài người trên địa cầu này. Vậy phải làm sao hả cha? Này các con, nếu có sinh thì phải có diệt, ấy là quy luật của đất trời. Vả như loài vật không bị con người sát hại, chắc chắn chúng cũng phải bị diệt theo quy luật thiên nhiên mà thôi. Thử bàn đến loài thủy tộc sống dưới nước, nếu con người không bắt chúng sát hại chúng thì chúng cũng phải tự tiêu diệt bởi cảnh cá lớn nuốt cá bé, loài này là mồi của loài kia, chúng săn đuổi nhau và tàn hại lẫn nhau không ngớt. Ấy là chưa kể những cảnh biến động dưới lòng biển cả, những chấn động bất ngờ dưới biển sâu đã mang lại cái chết cho vô số sinh vật trong lòng đại dương đó các con. Rồi lại bàn đến những loài vật trên đất liền, những thú vật sinh sống trong rừng xanh, nếu loài người không săn bắt chúng, chúng cũng phải bị diệt theo quy luật. Những cảnh đọ sức, cảnh mạnh hiếp yếu, cảnh con này ăn con kia, cảnh săn đuổi giết hại lẫn nhau, rồi những tai nạn trốn rừng thẳm, những biến động bất ngờ, những trận bão rừng, những trận cháy rừng đã hủy diệt bao nhiêu thú vật trốn rừng xanh. Sự kiện ấy khiến nhiều nơi loài người đã lập ra những luật bảo vệ rừng, cấm việc săn bắn để giữ lại nhiều giống thú hiếm hoi đang đi dần tới chỗ tuyệt chủng. Rồi bây giờ cha nói đến các loài gia súc thân cận với loài người như bò, heo, gà, vịt, chó, mèo, vân vân. Nếu con người không dùng chúng làm vật thực và là nguồn lợi sống thì chúng cũng phải chết đi vì tai nạn, vì bệnh hoạn, vì già yếu mà thôi. Mỗi loài đều có số tuổi của nó. Khi con chó sống qua 10 năm, nó phải bắt đầu già yếu, chậm chạp đi lần vào cái chết không hơn vài năm sau đó. Nếu con nói rằng giả như không sát hại chúng, dùng chúng làm thực phẩm thì chúng sẽ sinh sôi nảy nở không còn chỗ chứa. Thế thì xem thử con chó, con mèo bên Âu Mỹ, hầu như không ai giết nó để ăn thịt. Chúng được yêu thương, săn sóc và xem như người bạn thiết trong gia đình. Nhưng rồi có vì vậy mà loài này sinh sôi nảy nở không còn chỗ chứa hay không? Có khi vì bệnh hoạn hay già yếu mà chết, con người còn thương tiếc muốn giữ được chúng sống, vậy mà vẫn phải mất chúng thôi. Các con nên rõ, loài gia súc như bò, heo, gà, vịt, vân vân, sở dĩ chúng còn đông như vậy trên địa cầu là vì chúng được xem như nguồn lợi lớn, khiến con người thành lập những trại chăn nuôi quy mô để trưởng dưỡng chúng, để kích thích chúng sinh sản tối đa, dùng mọi mánh khóe tân tiến để giữ chúng mạnh khỏe, săn sóc bảo vệ chúng khỏi bệnh, khỏi chết để được nhiều lợi nhuận. Ấy vậy mà vẫn có những tai nạn, những bệnh dịch súc vật khiến chúng chết đi hàng loạt, không giữ nổi khiến trại chủ phải phá sản. Đấy là nguyên nhân khiến cho chúng sinh sôi nảy nở và có nhiều như vậy đó các con. Bởi phải có bàn tay con người chuyên chú nuôi nấng chúng sống kích thích, chúng nảy nở thêm tối đa bằng mọi mánh khóe tân tiến để ăn uống thủ lợi, chúng mới góp mặt đông như vậy mà thôi. Đó, các con có thấy không? Hiện tại ở Việt Nam giống cừu phải hiếm vì ít ai khai thác chăn nuôi và sử dụng đến nguồn lợi này. Nói như vậy để các con nhận định rằng nếu con người không chuyên tâm nuôi thú vật để ăn uống thủ lợi, không còn sinh sống bằng cách sát hại hay bằng máu và nỗi đau đớn quằn quại của loài vật nữa, thì chắc chắn các thú vật sẽ không sinh sôi nảy nở đến độ choáng đất sống như con tưởng đâu các con. Nhưng thưa cha, trên thực tế phải thấy rằng thú vật là một nguồn lợi đáng kể cho đời sống con người. Chúng cho thịt để ăn, cho lông xương ra để làm chất liệu sản xuất những sản phẩm trong công nghiệp. Như vậy chúng đã đóng góp thêm sự phong phú cho xã hội loài người. Thế giới chắc sẽ bớt phong phú đi nếu tập thể loài người ăn chay trường và không còn sát hại thú vật để sử dụng nữa. Điều đó có đúng không hả cha? Này con nói đúng. Thú vật là nguồn cung cấp đáng kể cho xã hội loài người thêm phong phú về phương tiện vật chất. Nhưng không phải vì thế mà con người cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy đời sống bớt đau khổ đâu các con.
Trái lại, càng ngày con người càng chìm đắm trong đọa đài, trong những bi kịch máu lệ, bởi những cảnh sâu xé tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, rồi bao nhiêu tội ác, bao nhiêu thảm kịch diễn bài với khủng bố, với giết chóc, với những chiêu bài lý tưởng đẹp đẽ vì người để giết người, mà hậu quả là những cuộc tàn sát tập thể của xã hội loài người bởi những cuộc chiến tranh khốc liệt đó các con. Đấy là những lò sát sinh vĩ đại lôi cuốn hàng vạn triệu sinh linh vào cuộc chém giết để trả cho tròn cái quả báo ứng của nghiệp sát. Có phải chăng những nỗi đọa đài thống khổ mà nhân loại đang gánh chịu là từ những thể hiện của thú tính trong con người, từ sự đánh mất nhân tính được diễn đạt qua bối cảnh tranh giành sâu xé nhau để thỏa mãn quyền lợi vị kỷ, qua những cảnh đàn áp khủng bố, chiến tranh giết chóc, những tội ác gớm ghê hay không? Rồi thử hỏi, vì sao nhân tính luôn mờ dần ở các con? Rồi vì đâu mà thú tính được tăng trưởng mạnh mẽ trong những khuôn mặt và hình dạng của con người? Có phải chăng vì loài người đã nuôi mình bằng thịt thú, sống bằng máu thú, xây đắp quyền lợi và sự hưởng thụ của mình trên nỗi thống khổ của triệu ức xác thú hay không? Không nói đến hồn thú, điển thú thuộc địa hạt vô vi mà con người chưa thấy được, nhưng điều chắc chắn và rõ ràng là máu thú phải xâm nhập lưu hành, thâm nhiễm trong huyết quản con người, khiến nhân tính mờ đi, thú tính phát triển, rồi con người không ngần ngại gì để lao vào tội ác, tham lam, ích kỷ, dùng bạo lực để đàn áp, uy hiếp kẻ yếu thế hơn, tranh giành sâu xé nhau vì tư lợi, vì tham vọng, dẫn đến thảm kịch giết chóc, tàn hại lẫn nhau y như cách sống của xã hội loài thú. Như vậy để thấy rằng việc tác hại loài vật tuy tương đối giúp cho đời sống con người phong phú phần nào về vật chất, nhưng lại tàn phá hạnh phúc loài người về phương diện tinh thần. Và rồi chắc chắn sự sụp đổ tinh thần có lúc sẽ kéo theo những thảm họa sụp đổ của nền văn minh vật chất. Bi kịch ấy tất phải đến không sao tránh khỏi. Và các con chắc chắn đã thấy nhiều dấu hiệu của một cuộc chiến tranh nguyên tử khốc liệt sắp bùng nổ không xa, đưa tới sự hủy diệt hoàn toàn nền văn minh vật chất, nhưng nghèo đói tinh thần của thế giới hiện tại. Nhưng rồi hình ảnh thế giới sẽ ra sao khi tập thể loài người ăn chay trường và từ bỏ việc sát hại thú vật để trục lợi, các con có biết không? Này con, chắc chắn thế giới sẽ không có kiểu phong phú như hiện nay, nhưng sẽ có ngàn kiểu phong phú khác để giúp con người phúc lạc hơn. Con người sẽ không có thịt, da, xương hay lông thú để trang điểm đời sống vật chất, nhưng lại có muôn vàn phương tiện khác phong phú hơn để trang điểm một cuộc sống thịnh vượng cả vật chất lẫn tinh thần. Loài người ở xã hội này sẽ biết đoàn kết, thương yêu nhau như huynh đệ, tôn trọng lẫn nhau, vì khi đã biết tôn trọng quyền sống của loài vật thì ắt sẽ biết tôn trọng quyền sống của con người thật sự. Những thứ ấy thực vô giá mà hiện tại kho tàng cả thế giới muốn tìm mua cũng không có mà mua được đâu các con. Nhờ đoàn kết và biết thương yêu nhau, con người ở xã hội này sẽ phát triển trí thông minh, tâm đạo đức, óc sáng kiến và trở nên văn minh tột bậc từ vật chất đến tinh thần. Nhân loại kỷ nguyên này đi sâu vào việc nghiên cứu khoa học vô vi, phát triển vượt bậc khoa học siêu hình học, tức khoa hình nhi thượng học, được học hỏi hiểu biết và tiến hóa rất cao nhờ mở được những quyền năng bí ẩn trong bản thể con người đó các con. Xã hội này sẽ thật sự là xã hội đại đồng, là một thứ bồng lai tại thế. Viễn tượng này không phải là ảo tưởng. Xã hội này chắc chắn phải được hình thành do ý chí của Thượng Đế và được xây dựng nên không phải từ vũ khí bạo lực sắc máu, mà nhờ sự hiểu biết, nhờ trình độ tiến hóa đạo đức và tinh thần đại đồng của con người. Xã hội này chỉ sẽ xuất hiện vào kỷ nguyên Thánh Đức sắp đến. Cơ Thánh Đức đang được hô hào rao giảng để sửa soạn mở màn. Thời kỳ vàng son rực rỡ ấy chắc chắn sẽ đến không còn lâu xa, chỉ e các con đi không kịp đó thôi. Được cha ân cần báo trước, đó là đại hồng ân hy hữu. Các con không còn viện bất cứ một lý do gì để trì trệ sự tiến hóa của chính các con nữa. Cha khuyên các con hãy gấp rút trường trai lập hạnh, thi hành công trình trì giới, tinh tấn nhẫn nhục, hành công phu thiền định và thực thi công quả bố thí lợi sinh, để sớm công viên quả mãn, hầu đủ chủng kịp giữ kỳ Thánh Đức nghe các con. Thưa cha, cây cỏ cũng có đời sống, cũng là một sinh vật trong thiên nhiên. Vậy tại sao mình có thể sát hại nó để ăn mà mình không thể làm như vậy đối với loài thú hả cha? Này con, trước hết dĩ nhiên con người phải cần thực phẩm để nuôi sống cơ thể của nó, định luật tiến hóa đó con. Và khi con người dùng các loại rau đậu làm thực phẩm, ấy là phù hợp theo định luật thiên nhiên vậy. Vì sao? Vì thực sự con người là một loài sống bằng các loại rau đậu hoa quả. Xét về phương diện cơ thể học, sự cấu tạo cơ thể của con người từ móng tay móng chân cho đến hàm răng, đến bộ phận tiêu hóa,
đều để ăn ngũ cốc rau đậu. Còn cơ thể loài ăn thịt đã được cấu tạo khác hơn, từ bộ phận tiêu hóa đến răng nanh dài đến tứ chi có móng vuốt bén nhọn để bồ mồi xé thịt. Thế nên những con người ăn thịt là sống sai với quy luật thiên nhiên, do đó phải cản trở sự tiến hóa của nó đó con. Về mặt khoa học vô vi thì loài thực vật như thọ khí âm dương của trời đất mà quá quá xanh xanh, nên điển của chúng nó có bẩm chất nhẹ nhàng thanh hơn điển của loài động vật. Vì vậy khi sống bằng thực vật, khí chất con người được nhẹ nhàng hơn, điển quan con người ít nhiễm trược hơn là khi dùng thực phẩm động vật. Cho nên khi sống bằng động vật, điển con người sẽ bị nặng nề, trì trệ sự tiến hóa đi lên của nó, đó là lẽ đương nhiên đó các con. Còn về mặt đạo lý, các con có thấy rằng loài thú có trình độ tiến hóa hiểu biết hơn loài cây cỏ không? Chúng có xúc giác biết nhạy cảm sự đau đớn như loài người. Tuy ngu muội hơn con người, nhưng các con phải nhận rằng ở chúng nó phần nào có sự phát triển tình cảm và trí thông minh, nhất là những loài thú được cơ hội sống gần con người. Thế nên vì trình độ tiến hóa hiểu biết hơn, chúng phải cảm giác đau khổ hơn loài cây cỏ khi chúng bị sát hại chứ con. Vậy con phải chọn cách sống nào đỡ gây đau đớn cho loài thú thì mới phù hợp với nhân tính đó các con. Về mặt nhân quả, con phải biết rằng càng giết hại một sinh vật tiến hóa cao chừng nào thì con càng nặng nợ chừng nấy. Con giết loài cây cỏ không nợ bằng con giết loài cua ốc. Con giết loài cua ốc không nợ bằng con giết loài gà vịt. Con giết loài gà vịt không nợ bằng con giết loài chó mèo. Con giết loài chó mèo không nợ bằng con giết một con người. Con giết một con người bất lương không nợ bằng con giết một con người tu hành thánh thiện cao cả. Cho nên con sẽ chọn cách sống nào ít gây nợ nhất để khỏi bị trì kéo gây trở ngại con đường tiến hóa của con. Tóm lại, tất cả chỉ để phục vụ mục tiêu tối hậu, đó chính là sự tiến hóa không ngừng của các tiểu hồn đó thôi các con. Thưa cha, theo con thấy, sở dĩ vấn đề ăn chay bị con người chống đối, tâm lý chính là vì ăn chay không ngon miệng mà làm tổn hại sức khỏe con người đó thưa cha. Này con có cảm giác ngon miệng, ý là vì tập quán và thói quen đã thâm nhiễm vào khẩu vị và tâm lý của con. Ngược lại, khi con ăn chay đã quen, con lại ăn cá thịt, thì cũng sẽ thấy tanh hôi và khó ăn vậy. Còn nếu bảo rằng ăn chay gây tổn hại sức khỏe con người, thì cha cho con rõ, cơ thể con người được cấu tạo để sống bằng các loại thảo mộc. Và trong thức ăn các loại thảo mộc có đầy đủ tính bổ dưỡng cho sức khỏe con người. Nếu chỉ có ăn chay mới gây tổn hại sức khỏe thì chắc bệnh viện phải chứa toàn người ăn chay rồi các con. Nhưng trên thực tế con thấy rằng đa số bệnh nhân trong nhà thương là đứa ăn cá thịt. Như vậy có nghĩa là không phải chỉ ăn chay mới làm cho con người bệnh hoạn đâu. Thật ra ăn chay mà bệnh là vì không biết dinh dưỡng. Ăn mặn mà không biết dinh dưỡng con cũng bệnh hoạn như thường vậy. Xong con nên xét kỹ nguyên nhân. Thật ra con bệnh hoạn đây là vì đã phá hoại cho suy vi cả lục phủ ngũ tạng, đánh mất tam bủ tinh khí thần bởi một cuộc sống loạn động tẩy đầy tham sân si, hỉ nộ ái ố dục vân vân. Vì khi con mê dục thì tinh mất, khi con lo lắng vọng động ham muốn chuyện trần thì thần tán, khí hao, tinh khí thần tam bủ tiêu mất thì hồn xác phải hư hoại, bệnh hoạn đó thôi. Cho nên cha khuyên tất cả các con nên sống tiết độ để tự dinh dưỡng, tập thiền định siêng năng hành tâm pháp để bảo tinh, dưỡng khí, tồn thần, cải sửa hệ thống thần kinh, lành mạnh hóa dần dần lục phủ ngũ tạng nhờ đem thanh khí điển của trời đất vào thanh lọc bản thể đó các con. Pháp môn vô vi huyền bí khoa học này rất hay để giúp cơ thể con được khỏe mạnh. Nếu con chịu chuyên tâm tinh tấn hành pháp không giải đãi bê trễ, cha cho con rõ, con nào công phu được tốt, hưởng được khá thanh điển thì trong ngày nó có thể ăn uống thật thanh đạm mà cơ thể vẫn khỏe mạnh như thường. Đấy là điều mà nhiều con đã chứng nghiệm. Điển hình là một huynh đệ của con, lúc mới tu nó chỉ ăn có một cái cà luộc mỗi ngày. Các về mặt y học thì ăn như vậy quá khổ hạnh, phản lại phép dinh dưỡng, hoàn toàn thiếu sinh tố nuôi cơ thể, chắc chắn sẽ đưa tới bệnh hoạn đuối sức. Nhưng rồi trên thực tế, nhờ siêng năng hành pháp công phu tốt, nó hưởng được nhiều thanh điển nên vẫn hồng hào khỏe mạnh như thường. Tóm lại, cho khuyên tất cả các con hành thiền nên ăn chay trường để công phu được nhẹ nhàng tốt hơn. Thiền mà con ăn mặn phải bị trì kéo dữ lắm các con. Nội chúng sinh trong bản thể của con lo độ chưa xong, nội đám lục căn nó trì con, tiến lên không muốn nổi, con còn rước thêm một khối chúng sinh ở ngoài vào, làm sao con đi lên mà khỏi bị chậm trễ hả con?
Đấy là chưa kể những nợ nần do con đã vay mạng của loài thú khi chưa độ được chúng tiến hóa đi lên. Ngày giờ cận một bên rồi, coi chừng đi không kịp nghe các con. Thưa cha, con không thiền theo một pháp môn nào cả. Con sợ hành không đúng có hại cho cơ thể. Con chỉ theo cách thiền định như bên Thông Thiên học dạy, là tập định trí vào một tư tưởng lành hoặc niệm Phật trong tâm, hoặc quán tưởng đến vị Phật nào mình ưa thích để cho tâm được dần dần thanh tịnh. Thưa cha, cách thiền định để đạt tới sự thanh tịnh nội tâm như vậy có giúp cho âm dương tương hội phản bổn quần nguyên không, hay bắt buộc phải theo cách luyện tinh để quy tam bổ tạo thánh thai mới được hả cha? Xin cha dạy cho chúng con rõ. Này các con, pháp môn luyện đạo dùng pháp luân nghịch chuyển tinh đi lên quy tam bổ để tạo thánh thai, ấy là pháp tu tắc, là phương pháp luyện đan để quy tam hiệp ngũ, tạo anh nhi xá lợi, hầu tiểu hồn nương theo đó mà phân lối trở về. Các con có biết quy tam hiệp ngũ là sao không? Là quy tam bổ hiệp ngũ khí, gọi là ngũ khí triều nguyên tam quê tụ đảnh đó các con. Những pháp luyện đan khác nhau xưa nay đều là tâm pháp bí truyền. Tuy cách thức có hơi khác về mặt hình thức, nhưng chung quy cũng chỉ là dùng cách vận pháp luân chuyển nguyên tinh đi lên, hóa ra nguyên khí hiệp với nguyên thần. Cách vận pháp luân ấy có mục đích giúp đem thanh khí điển của trời đất vào thanh lọc nội tạng, gom khí ngũ hành về trung ương, tức là ngũ khí triều nguyên. Điển khí ấy mới hiệp với nguyên tinh nguyên thần để tạo nên thánh thai xá lợi đó các con. Còn cách thiền định mà con đang hành đó là cách phổ thông trong quần chúng để giúp cho con người tập từ từ nhiếp cái tâm, dình cái ý, gom thần nhập định để đạt tới trạng thái thanh tịnh sáng suốt nội tâm mà thôi. Khi con người mãi lo lắng tính toán, ham muốn vọng động chuyện trần gian, mãi đắm chìm trong tham sân si, hỷ nộ ái ố dục vân vân, thì tự nhiên tam bủ hao mòn, ngũ tạng suy vi, ngũ hành phân tán. Khi con người chủ động được phàm ngã, chế ngự được lục căn, phá con khỉ tâm xiền, con ngựa ý, bế ngũ quan, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, không cho vọng động trần gian nữa, thì bản thể được thanh tịnh. Mà bản thể được thanh tịnh thì tự nhiên tam bủ quy tụ, khí ngũ hành nhờ đó mà từ từ gom về trung ương, tức là ngũ khí triều nguyên. Khi ấy mới hiệp cùng nguyên tinh nguyên thần để tạo thành thánh thai xá lợi đó các con. Cho nên cách thiền mà con đang hành đó cũng giúp cho con định trí để gom thần hồi quang phản chiếu, và khi con đạt tới trạng thái thanh tịnh nội tâm thì cũng có kết quả như con dùng bí pháp luyện đan này vậy. Tuy nhiên cách này đi chậm hơn là cách con biết dùng bí thuật để đem khí dương của thiên địa vào bản thể thanh lọc ngũ tạng, tác động để con gom khí ngũ hành chuyển tinh đi lên hiệp với nguyên thần để quy tam bủ. Cho nên nếu con quyết tâm giải thoát và muốn được tiến bộ nhanh thì con nên theo pháp tu tắc dùng bí thuật để phân luyện đó các con. Hiện nay pháp môn vô vi quyền bí học này cũng là một phương pháp luyện đan, nhưng đã được Thượng Đế chuyển cho phổ truyền công khai trong quần chúng. Vào giai đoạn cuối của hạ quân mạt kiếp, hầu nhân loại có chiếc chìa khóa quý báu để khai thiên môn mà trở về phản bổn quần nguyên, âm dương hiệp nhất. Pháp môn này tương đối dễ hành và không đến nỗi nguy hiểm, có thể phổ truyền cho quần chúng. Rồi đây từ từ những pháp môn luyện đạo mà cách thức có thể phổ thông cho con người sẽ được Thượng Đế chuyển cho công khai hóa. Đấy là hồng ân Ngài ban cho trần gian vào kỳ đại xá này của trời đất. Vậy con hãy tận dụng chiếc xe tốt để trở về, chớ bỏ lỡ cơ hội nghe con. Duy có điều dù con hành pháp luyện đạo để tu tắc, nhưng nếu con không lập hạnh giải thoát, tâm ý cứ vọng động sự đời, chưa chịu dứt khoát từ bỏ chuyện trần gian, cứ mãi để hồn con chao động với hỷ nộ ái ố tham sân si dục vân vân, thì dầu có dùng pháp tu tắc hay chừng nào, con cũng không thể đi nhanh được đâu. Cha nhắc lại, vào nguyên chót này con phải ráng lo tròn tam công thì mới mong đi kịp đó nghe các con. Thưa cha, có người cho rằng làm việc cũng là một cách thiền, khi mình chú tâm vào lo công việc thì đấy cũng là thiền. Nhưng cách thiền này lại hữu ích cho xã hội hơn là cách ngồi nhập định cho được thanh tịnh, chỉ để cho một mình được hưởng. Tư tưởng này có hợp lý không hả cha? Xin cha cho con rõ. Này con, khi con chú tâm vào một công việc để làm tròn bổn phận làm người và để phục vụ xã hội, thì đấy cũng là một cách định trí tập thiền, điều đó đúng.
Nhưng khi nói rằng việc ngồi công phu để được thanh tịnh không đem lại hữu ích cho xã hội, điều ấy sai con. Thực ra một con người đạt được sự ổn định, sự quân bình, sự sáng suốt nội tâm mới thật hết sức hữu ích cho xã hội đó các con. Chính sự sáng suốt ổn định đó là những điều kiện tốt đẹp cần thiết để phục vụ hữu hiệu cho tha nhân. Kẻ sáng suốt thanh tịnh bao giờ cũng đóng góp được nhiều cho sự an vui của kẻ khác. Còn kẻ kia, khi chú tâm vào việc nhưng lại quá lo âu điều thành bại, quá vọng động vì công việc khiến trí óc rối loạn, thần kinh căng thẳng, lao tâm tổn trí nên thần tán khí hao điển mất, lục phủ ngũ tạng do đó bị suy yếu, gây tổn hại sức khỏe cho thể xác lẫn tinh thần. Đây là những điều kiện xấu gây trở ngại lớn cho việc phục vụ xã hội nhân quần. Có thể nói kẻ này có thiện chí phục vụ nhưng lại bất trí vậy. Trường hợp này không thể gọi là thiền, vì thiền ắt phải có định. Ở đây không thể nói là định vào công việc, mà động vì công việc thì đúng hơn đó các con. Con phải biết rằng, một người đạt được sự ổn định quân bình sáng suốt khi làm việc thì đem hết khả năng và lương tâm ra phục vụ, không lơi tâm bê trễ nhưng lại không vọng động vì công việc. Có thành thì tốt, có bại thì thôi, ấy là lẽ thường ở đời. Không vì thế mà chán nản, buồn rầu, loạn tâm, khổ trí. Ấy vậy mà ít khi gặp thất bại, nhờ biết giữ ổn định sáng suốt trong công việc đó con. Làm việc mà không vọng động vì việc, nhưng vẫn sáng suốt điều hành chu đáo công việc với tất cả lương tâm và khả năng phục vụ, ấy là lối làm việc của bậc thượng nhân cao khiếm đó các con. Cho nên cha khuyên các con, dẫu công việc nhiều đến đâu, mỗi ngày con nên dành ra ít nhất cũng 2 tiếng đồng hồ vào giờ tí để công phu thiền định. Giờ này là lúc mà mọi vật đều an nghỉ sau một ngày náo nhiệt. Rồi thì trong tư thế tĩnh tọa, con hãy buông bỏ hết thế sự, dừng cái tâm nhiếp cái ý, bế ngũ quan đoạn lìa với thế giới bên ngoài, để quay vào trong lắng nghe tiếng nói của chân ngã. Nhờ những giây phút này mà hệ thống thần kinh của con được ngơi nghỉ, mọi cơ quan cơ năng đều được vỗ về, được tiếp trợ do con đem dưỡng khí vào bản thể qua phép vận hơi thở. Cơ thể của con vì đó mà được thanh lọc ít nhiều, nhờ tống bớt đi một số tháng khí độc hại đó các con. Đấy là nói về mặt y học thực tiễn. Riêng về mặt khoa học vô vi, ấy là lúc mà con đem thanh khí điển của trời đất vào để tiếp xúc với bản thể, thanh lọc nó, khai thông những bế tắc của nó, giúp nó sinh động lại nhờ sự tăng trưởng của phần điển lực trong con lúc đó. Vì khi chúng con dùng pháp nhiếp tâm dình ý bế ngũ quan, khí điển của con không bị phân tán đi, sẽ từ từ gom tư tưởng để chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời. Nếu con nào có bạn người công giáo, con nên chỉ dẫn pháp vô vi quyền bí học để giúp nó khỏe mạnh xác thể và sáng suốt tinh thần. Phần lời nguyện con dạy nó niệm câu xin cúi lại Đức Chúa Trời hay Đức Thượng Đế cũng được, chứng minh con tu hành đắc đạo và tưởng Thượng Đế trên đầu, răng kề răng, co lưỡi. Phần thiền định thì con khuyên nó nghĩ tưởng trở về hợp nhất với Thượng Đế. Như vậy để nó khỏi nghi ngại hoang mang và để nó thấy rằng pháp thiền chỉ giúp cho nó tiến đến gần hơn đấng mà nó hằng thờ phượng đó thôi. Và rồi nếu nó chịu chuyên tâm tinh tấn hành pháp, có khi nó sẽ được thấy Chúa bằng huệ nhãn, được xuất hồn lên gặp Chúa ngay khi nó còn sống tại thế gian. Hiện nay đã có một số ít là tu sĩ công giáo được cha chuyển ơn cho hành pháp thiền rồi được mở huệ khai khiếu, chứng nghiệm nhiều hiện tượng vô vi để biết thêm Phật, Chúa Giê-xu cùng một gốc mà ra cả. Các con Thiên Chúa giáo không chịu chú ý rằng, trước khi ra hành đạo cứu nhân độ thế, Chúa Giê-xu đã tự cô lập nơi thanh vắng, nhịn đói 40 ngày để thanh lọc bản thể, gom thần nhập định hầu được tiếp xúc và nhận ân điển của Đức Chúa Cha, truyền ban sứ mạng, ra mở đạo tế độ quần sinh. Đấy là Chúa đã nêu gương cho nhân loại thấy rằng, muốn được gần gũi tiếp xúc với Thiên Chúa, con người phải tìm vào cô đơn, đắm chìm trong sự vắng lặng của nội tâm, gạt bỏ mọi tư tưởng thế sự để linh hồn quy về hợp nhất với đấng tạo hóa. Đó là gương Giê-xu dạy loài người tìm về thiền định để tạo điều kiện tốt, gần gũi và hợp nhất với Thiên Chúa. Đáng hơn một loại quan trọng này trong phúc âm mà chẳng bao nhiêu đứa chịu chú ý ngoài gương Chúa đó các con. Cũng như các con bên Phật giáo đọc lại cuộc đời của Đức Phật mà không biết ngoài gương Phật.
Các con muốn về Niết Bàn, muốn tới cõi vô minh để thoát vòng luân hồi chuyển kiếp, mà chỉ lo thờ lại tượng cốt, xin Phật ban phước điều nọ điều kia, hoặc xin Phật cứu độ linh hồn cho con được về cõi Phật. Như vậy, chừng nào các con mới thoát vòng tứ khổ để về đến nơi giải thoát của các con? Sao các con không thấy rằng Phật được về tới Niết Bàn đâu phải nhờ thờ lại tượng cốt nào hay nhờ tụng kinh gõ mõ đâu các con? Có lúc nào trong giai đoạn tu hành của Phật, con nghe nói Phật đốt nhang hoặc tụng kinh gõ mõ mà được đắc đạo không hả con? Con khá biết rằng Phật phải hành công phu gương thần nhập định, hồi quang phản chiếu, bản thể thanh tịnh, tâm ý không không, nhờ đó mà quy tam vũ hiệp ngũ khí, tạo được xá lợi, nguyên thần được siêu xuất, rồi đạt tới chỗ âm dương hiệp nhất, thanh tịnh như như, an lạc niết bàn. Các con Phật tử ngày nay phần đông chỉ lo bái sám tượng cốt, tụng kinh gõ mõ ê a cho Phật nghe để Phật phò hộ, chứ không tìm thấu đạt lý kinh, để rồi dứt bỏ vọng tâm, tìm cơ siêu xuất noi gương Đức Phật, gom ý trụ thần, tinh tấn siêng năng, cao rồi thiền định, có vậy mới mong thoát vòng lục đạo, tứ khổ luân hồi, đạt đến cao siêu, về nơi giải thoát. Cho nên trải qua bao nhiêu ngàn năm, các tôn giáo bị biến cải dần dần, đi đến chỗ thất chân truyền, chánh pháp hoằng khai thuở xưa, đều lọt vào tai phàm nên đã bị cải sửa biến dạng, suy thoái, làm hư mối đạo đó các con. Bên Nho giáo, các hàng nho sinh hậu lai phần đông học thuộc lào ba mớ chữ trong tứ thư ngũ kinh để rè đám dân ngu, hoặc để mưu cầu danh lợi quyền cao lộc cả chống quan trường, chứ không phải học để mở mang trí tuệ, lo tu tâm dưỡng tánh, trao dồi hạnh nết, để biết cư xử sao cho vẹn đạo làm người, cho tròn nhân đạo, hầu có nền tảng chắc chắn đi vào thiên đạo. Còn lão giáo đại lý huyền cơ lẽ bí nhiệm của bộ máy âm dương trời đất đã bị thoái hóa từ chỗ vô vi cao viễn xuống những trò mê tín dị đoan phô trương phù phép đầm bóng hư phong quán vũ vân vân. Bài vẽ cho con người ham thích cái quyển hoặc của bàn môn tả đạo, chứ không còn biết hướng về cái huyền diệu của minh triết cao siêu. Còn Phật giáo thì tam sao thức bổn đi từ chỗ cao siêu thậm thâm xuống tới chỗ hữu vi âm thinh sắc tướng. Giới tu hành phần đông câu nệ vào kinh điển, nhưng lại không tìm đạt thấu lý kinh để hiểu chân lý Phật dạy, quay vào trong để tìm Phật tánh. Phật tử lại cứ phóng tâm ra ngoại giới lo tụng kinh gõ mõ lễ bái cúng lại ông Phật gỗ xi măng để xin được hộ trì. Thế nên dần dần sa vào chỗ mê chấp sắc tướng sái chân truyền, không đi đến chỗ siêu diệu, do đó mà linh hồn không lên được chỗ giải thoát, phải trở lại chuyển kiếp luân hồi để học hỏi tiến hóa nữa đó các con. Còn bên Kitô giáo thì hội thánh La Mã chỉ lo củng cố vương quyền các hàng lãnh đạo, các hàng giáo phẩm không thực thi đúng điều Chúa dạy và không hướng dẫn dân đi theo đường lối Chúa muốn, đến nỗi trước nguy cơ chết chóc của con người bởi thảm họa chiến tranh, mẹ phải hiện ra tại Fatima vào thế chiến thứ nhất để mang những thông điệp quan trọng khẩn cấp, nghiêm khắc cảnh cáo giáo hội La Mã và tín đồ Kitô giáo rằng phải tức khắc lo ăn năn đền tội, thực thi đúng đường lối Chúa dạy. Và mẹ đã truyền cho giáo hội phải làm gương cùng kêu gọi giáo dân ăn chay trường. Ăn chay theo ý Chúa là không ăn thịt loài thú, tức dùng rau quả ngũ cốc. Điều đó hết sức quan trọng để cứu dân thoát cảnh chết chóc tương tàn do nghiệp sát đã lôi cuốn hàng triệu con người vào cảnh máu đổ thịt rơi bởi những cuộc chiến tranh khốc liệt mà thảm họa hủy diệt của loài người sẽ không sao tránh khỏi. Đấy là hồng ân Thiên Chúa ban rải để cứu rỗi con người qua phép lạ Fatima đó các con. Nhưng từ ấy đến nay giáo hội đã chẳng sửa sai được điều gì đáng kể. Cho nên cha cho biết nếu tình trạng cứ tiếp tục như vậy, rồi đây giáo hội La Mã sẽ hoàn toàn sụp đổ trước cuối thế kỷ này để thể hiện lời tiên tri của Đức Mẹ đó các con. Có thể nói đây là giai đoạn suy bại của các nền tôn giáo cũ nên còn gọi là thời kỳ mạt pháp. Vì vậy vào giai đoạn tới khi cha thật sự công khai xuất hiện ở cơ chuyển tiếp, ngũ diện đạo đức cao siêu sẽ được tu chỉnh để phục hưng và đi vào cơ uy nhất. Cơ uy nhất là gì hả các con?
là tam giáo uy nguyên ngũ chi hiệp nhất. Tam giáo uy nguyên là ba tôn giáo cổ tức Nho, Thích, Lão phải quy về một mối. Còn ngũ chi hiệp nhất tức là nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo phải hiệp về một gốc. Vậy có nghĩa là tất cả các chi phái, các tôn giáo khác nhau trên thế giới đều nằm trong ngũ chi này và sẽ đến lúc phải quy về cội nguồn là Thượng Đế mà thôi đó các con. Vì các tôn giáo chi phái đều là những phương tiện khác nhau, cha cho xuống thế để mở rìa mối đạo, hướng dẫn nhân loại tiến hóa đi lên. Những phương tiện này thuộc về khối thanh, thuộc về cái lực tốt lành của càn khôn để kéo con người lên chỗ sáng suốt. Con người vì vô minh mê chấp nên phân biệt đạo người đạo ta, đạo người thấp đạo ta cao, chỉ có đạo ta là chân lý, mà nó không hiểu rằng tất cả đều từ một cội nguồn Phật, Chúa, Lão, Khổng hay các giáo chủ khác đều được Thượng Đế giao sức mạnh xuống thế vào những thời kỳ khác nhau, ở những địa phương khác nhau để hoằn hóa mối đạo, mở trí khai tâm cho dân biết điều thiện lành, đạo đức, hậu tiến hóa trở về với Thượng Đế đó các con. Đấy là những phương tiện mà Thượng Đế gửi đến các tiểu hồn của Ngài để nó vạch lối tìm lại quê xưa. Con người ngu muội chưa hiểu chân lý nên đố kỵ tị hiềm chấp ta ngã mạn, đi đến chỗ gây chia rẽ phân biệt giữa các tôn giáo chi phái, không thực thi đúng tinh thần từ bi bác ái và những điều giảng dạy của các vị giáo chủ, khiến cơ đạo phải ngửa nghiêng, mà hễ đạo ngửa nghiêng thì đời phải hỗn loạn. Cho nên sắp tới đây cha sẽ bước ra để lo cơ duy nhất. Cơ này là đại cuộc của đất trời mà cũng là đại cuộc của linh hồn các con. Bằng mọi giá các con phải thực hiện nó cho kỳ được. Nếu không thực hiện được thì chắc chắn các con không có ngày về đâu các con. Vì nếu các con không quy hiệp được có nghĩa là các con chưa chịu hòa đồng, chưa chịu thực thi hòa ái, còn chấp nê đố kỵ, tâm tánh còn hẹp hòi, cống cao ngã mạn, còn thiếu đức từ bi bác ái, nhân tính chưa tròn thì làm sao đủ tiêu chuẩn để được chọn vào cơ thánh đức hở con? Con phải khá biết tinh thần hòa đồng, biết sống tình huynh đệ giữa con người với nhau không còn chút phân biệt là trình độ tối thiểu để sống nguyên thánh đức đó con. Vì cha cho con rõ kỷ nguyên thánh đức là nguyên của thế giới đại đồng. Xã hội này được dựng lên bởi con người biết yêu thương kính trọng nhau, xem nhau như huynh đệ, không còn phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo, giai cấp. Con người của xã hội này phải có trình độ tiến hóa cao về mặt đạo đức tinh thần, về lòng từ bi bác ái. Cho nên nếu con nào còn bản tính chấp nê, đố kỵ, hẹp hòi, chia rẽ, không biết hòa đồng, không thực thi hòa ái là đương nhiên sẽ bị gạt tên khỏi sổ Lâm Hoa đó các con, mà không được tuyển vào dự đại hội Lâm Hoa tức là ngày về của con thật không còn có hẹn. Cho nên cơ duy nhất phải thành tựu, mà thành tựu hay không là do chính các con có chịu quy hay không mà thôi. Các con khá nhớ rằng phải quy mới về, vì quy là về, không quy ắt không về được đâu. Các con hãy khá biết điều tối quan trọng này nghe các con. Thưa cha, bên khối thanh có các vị đại diện xuống để kéo con người đi lên. Vậy chắc khối trượt cũng phải có các đại diện ở thế gian để lôi con người đi xuống, phải không hả cha? Này con, có chứ sao không? Đấy là định luật tiến hóa đó các con. Vì trần gian là một môi trường sinh động nhất để các tiểu hồn học hỏi, nhờ lực kích động và phản động giữa trượt và thanh. Nếu khối thanh có các đại diện để hướng dẫn con người đi lên, thì bên khối trượt cũng có những lực lượng đại diện để trì con người đi xuống. Thiếu gì quỷ sa tăng trong hình dạng con người để lôi cuốn nhân loại vào chỗ ác trượt tội lỗi. Con phải biết bên khối thanh cũng như bên khối trượt đều có đủ thứ đại diện ở ngoại địa hạt, tôn giáo, văn chương, triết học, nghệ thuật, chính trị, kinh tế, khoa học, vân vân. Địa hạt nào cũng phải có thiện và ác hiện diện, hầu con người có đủ cơ hội để học hỏi mọi khía cạnh của chân lý. Cha cho ca ngợi Thượng Đế, rồi cho phủ nhận Thượng Đế, cho kính yêu Thượng Đế, rồi cho chửi rủa Thượng Đế, cho thuyết hữu thần, rồi cho thuyết vô thần, cho chủ nghĩa duy vật, rồi cho chủ nghĩa duy tâm, vân vân. Học thuyết này nhìn chân lý kiểu này, học thuyết khác nhìn chân lý kiểu khác. Triết lý này đưa con người vào ác trượt,
triết lý kia kéo con người lên thiện lành. Có loại phát minh khoa học cứu khổ con người, có loại phát minh khoa học để hủy diệt con người, vân vân. Tất cả đều nằm trong ý chí của Thượng Đế, và những vị đại diện của thiện và ác đều được sứ mạng của Thượng Đế để đóng góp cho sự tiến hóa của nhân loại đó các con. Đấy là những kép độc hay kép mùi xuất hiện trên sân khấu của trần gian để diễn những lớp, những màn, những bài bản do ông trời là đại soạn giả kim đại đạo diễn đó con. Những vĩ nhân của thế giới, các triết gia, những vị giáo chủ của tôn giáo, những đại văn hào, đại thi hào, những họa sĩ lừng danh, các bác học gia, những chính trị gia, những kinh tế gia lỗi lạc, những vị minh quân, các danh tướng, những tay hôn quân vô đạo hay những tay lãnh tụ độc tài vân vân, đều có sứ mạng đóng góp cho sự vận hành của bánh xe tiến hóa, cho nguồn máy của thiên cơ vận chuyển đó các con. Thưa cha, những đại diện của khối trượt tức Satan trong lớp con người đã được sứ mạng cha giao để gây những thảm kịch ác trượt dưới trần gian theo ý cha sắp xếp. Vậy nếu họ đóng tròn vai Satan của họ thì cha phải xử họ thế nào hả cha? Này con, kẻ đó phải bị đọa dưới cõi nặng nề tối tăm đau khổ chứ con. Thưa cha, dù họ gieo tội ác nhưng đấy là làm sứ mạng theo ý cha muốn, tức là có công chứ, phải không cha? Này con, đúng vậy, nó đã làm tròn sứ mạng mà cha muốn, tức là phải có công chứ con. Vì vậy mà cha đã thưởng nó bằng cách đọa nó đó con. Như vậy là cha đã cho nó hưởng cái quả mà nó đã có công gieo trồng vào vung xới. Tóm lại, khi hiểu rồi thì phạt là thưởng, thưởng là phạt. Bởi đó là chân lý, là định luật nhân quả đó con. Con có công gieo cái nhân gì thì con sẽ hưởng được cái quả ấy đó thôi. Thưa cha, trong việc làm của kẻ ác đó, cha cũng có trách nhiệm xếp đặt. Vậy cha có chịu quả báo không hả cha? Này con, có chứ con. Cha đã sắp xếp điều đó thì tất nhiên cha phải gánh lấy quả báo. Gánh bằng cách nào con có biết không? Cha gánh chịu quả báo ngay trong kẻ bị đọa đày đó con. Vì nó là một chiếc hồn của cha, nó bị đọa đày, tức là cha bị đọa đày qua xác thân của nó. Cho nên, ngay giờ phút này, Thượng Đế cũng đang bị vùi dập, bị đọa đày, chịu trầm luân, gánh lấy quả báo trong cảnh nặng nề, tối tăm đau khổ của cõi địa ngục qua các tiểu hồn tội lỗi đó các con. Nói tóm lại, rốt rồi tất cả mọi sự kiện đều từ cha, đều do cha, đều là cha cả. Cha là bầu gánh, kim đại đạo diễn, kim soạn giả, kim diễn viên, đào két chánh, phụ, độc, mùi vân vân. Cái nào cũng là cha hết. Cha viết tuồng, cha dựng cảnh, rồi cha diễn cả vai độc lẫn mùi, cả ác lẫn thiện qua các diễn viên đào két, tức là tiểu hồn của cha đó con. Cho nên cha vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả, vừa là khởi điểm, vừa là chung cùng. Đấy là chân lý vô cùng, vĩnh cửu và bất biến đó các con. Thưa cha, cha bảo trong càn khôn bao giờ cũng còn khối trượt. Như vậy bao giờ địa ngục cũng phải còn đó. Thế thì Đức A-di-đà đã lập 48 lời nguyện quá lớn. Vậy biết bao giờ Ngài làm tròn để về được ngôi chánh giác hả cha? Này con nói đúng, sự hiện hữu của địa ngục không bao giờ bị xóa đi trong chân lý. Khối trượt bao giờ cũng còn đó. Vì khối trượt mà mất đi thì càn khôn phải sụp đổ tức khắc. Bởi vậy A-di-đà phải làm việc đời đời đó con. A-di-đà Phật hay Vô Lượng Quang Phật là ngôi vị tượng trưng cái lực sáng suốt của càn khôn đó thôi. Lực sáng suốt này phải làm việc đời đời trong chân lý để đối kháng lại cái lực ngu muội và kéo lực này đi lên, cũng như lực ngu muội sẽ đối kháng lại cái lực sáng suốt để trì cho nó xuống đó con. Chính sự đối kháng, sự xô đẩy, sự hấp dẫn nhau của hai lực này đã tạo nên sinh lực tiến hóa không ngừng của càn khôn và nuôi nấng bảo vệ sự sống hằng hữu của chân lý bất biến. Cho nên A-di-đà không bao giờ làm tròn lời đại nguyện để rồi không bao giờ về đến ngôi chánh giác đâu con. Thật vậy, A-di-đà Phật luôn luôn ở ngôi vị của cái thanh, cái sáng suốt và không bao giờ ở ngôi vị chánh giác, tức là cái biết chân chánh của càn khôn cả. Tại sao vậy con? Vì cái biết chân chánh gồm cả cái biết thanh lẫn cái biết trượt,
hay nói cách khác là gồm cả cái biết sáng suốt và cái biết ngu muội. Hai trạng thái biết này phải thể hiện cùng một lúc để hình thành cái biết chân chánh hay chánh giác, và ngôi chánh giác ấy là ngôi thượng đế hay ngôi chân lý tối thượng vậy. Cho nên A Di Đà Phật sẽ đời đời ở ngôi sáng suốt chứ không phải ở ngôi chánh giác đâu con. Các con nên khá phân biệt điểm quan trọng này nghe các con. Thưa cha, cha nghĩ gì về những đứa con lừng danh như André Gide, Nietzsche, Rambo, Thomas Wolfe, v.v. không thèm trở về với cha nữa? Họ cho rằng nếu thật có cha và dẫu cái nhà thiên đàng của cha có hạnh phúc đẹp đẽ giàu có đầy đủ để họ sung sướng, họ vẫn thấy yêu thích trần gian với những khổ vui của nó hả cha? Này con ơi, những đứa con này đều có sứ mạng văn nghệ, dùng văn chương triết học mô tả trần gian với mọi đường nét của nó để nói lên một khía cạnh của Thượng Đế tức chân lý. Những đứa này đã đóng góp một giai đoạn vào chu trình học hỏi tiến hóa của con người, giúp con người nhận diện trần gian, gắn bó với những nét đẹp bi tráng của nó, sống và say mê, yêu thương mãnh liệt những hương vị ngọt ngào, đắng cay, chua chát, mặn nồng, những nét bi hài xấu, đẹp, thiện, ác của con người trần với cuộc sống trần gian. Đấy là lập công việc phát họa một góc cạnh của Thượng Đế đó thôi. Con hỏi cha nghĩ gì về sự chối bỏ đường về nhà cha của chúng nó? Cha sẽ trả lời rằng chuyện ấy chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng chưa hiểu căn nhà của cha phong phú vô cùng tận. Những gì chúng yêu thích đều có cả trong đó. Chỉ vì chúng chưa biết cái chúng đang yêu thương chỉ là một góc cạnh nhỏ bé trong căn nhà vĩ đại đó thôi. Này con ơi, nếu con thích cái đẹp trần gian hơn cái đẹp thiên đàng, con lại càng nên trở về ngôi Thượng Đế để thưởng thức nó trọn vẹn. Vì con nên biết không ai yêu trần gian hơn Thượng Đế, không ai đam mê gắn bó thiết tha nồng nàn với nó hơn Thượng Đế, cũng không ai ở vị trí nếm hưởng thụ tất cả những nét tế nhị và phức tạp của nó hơn Thượng Đế. Chỉ có cha mới thật sự biết trần gian, mới thật hưởng, thật nếm đầy đủ mọi hương vị, từ tanh hôi đến thơm tho, mới chiêm ngưỡng sâu sắc mọi đường nét vụn về, thô thiển, tinh vi, mới ngắm nghía trọn vẹn những cảnh sắc xấu xa, nhớp nhúa, mỹ lệ, thanh tao của trần gian. Con có biết chăng, mỗi giây, mỗi phút, tư tưởng, tình yêu và ý lực của Thượng Đế rung động không ngừng trong từng hơi thở, từng tế bào, từng chúng sinh đang di động trong cái sinh hồn của trần gian không? Tóm lại, trần gian chính thật chỉ là một góc cạnh trong vô số góc cạnh của ngôi nhà xưa vĩ đại mà các con đã từ giã ra đi không muốn hẹn ngày về. Nó là một trong những nét đẹp dị biệt của Thượng Đế hay của chính con đó. Này hỡi cùng tử, hãy tìm về mái nhà xưa để biết thưởng thức thật sự mọi nét đẹp của con đi. Tìm về nhà cha tức con tìm về con để thật biết mọi bản chất của con và thật biết hưởng mọi bản chất này đó thôi con. Thưa cha, tối ngủ chim bao thấy đức kim thân, đấy có phải là cha cho thấy không? Tu đến trình độ nào mới được thấy điển cha và được lên đến nơi cha ngự hả cha? Này con, trình độ nào cũng có thể thấy điển cha nếu cha muốn cho thấy, nhưng trạng thái thấy cũng còn tùy mức tiến hóa của mỗi linh tử và cường độ điển quang cha ban theo tình huống lúc đó. Phần hồn còn mê chưa phát huệ thường chỉ thấy cha trong chim bao, do cha ban chút ân điển cho nhớ cha và nhắc căn tu. Trình độ huệ mở khá hơn một chút có thể thấy cha với hình thức linh ảnh khi công phu trụ được thần, hay ở những dịp đặc biệt cha thường cho thấy điển của cha qua dung mạo đức kim thân ở nhiều lứa tuổi khác nhau, có khi cỡ như một đứa bé vài tuổi vậy. Tuy nhiên tất cả những cách thấy trên đều chỉ là thấy một luồng điển của cha được thể hiện tùy theo trình độ tiến hóa của linh hồn con, tùy theo trường hợp sự việc và thể hiện thiên hình vạn trạng mà cha không thể diễn tả bằng lời. Cha chỉ nói sơ vài trường hợp thí dụ điển hình cho con hiểu chút vậy thôi. Còn nếu con muốn đến được chỗ cha ngự hay trung tâm sinh lực của vũ trụ thì phải thanh nhẹ lắm mới được. Thường khi con nghe chuyện các vị lên chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế trên thiên đình, nói lên chầu nhưng kỳ thật chỉ ở xa xa, được cha phóng điển tiếp xúc và ban ơn mà thôi.
con được thanh nhẹ chừng nào con mới tiến gần vô trung tâm tức chỗ cha ngự chừng ấy. Có những phần hồn đã phát huệ, được cha cho ơn chầu cha, tức được đến Bạch Ngọc Cung. Dù có các vị kim tiên đi kèm hộ thêm điển, nhưng nếu nó chưa thanh nhiều thì vẫn phải ở xa xa, yếu đuối run sợ, đầu không ngẩng lên được vì sự chói sáng và rực rỡ kinh hồn của cha. Tóm lại, cha là khối điển quang vô cực vô biên sinh động mãnh liệt. Các cung các cõi từ trượt tới thanh, từ nặng tới nhẹ, từ tối tới sáng đều là những tần số điển khác nhau của cha đó thôi. Các cung các cõi này được duy trì nuôi nấng sinh hoạt nhờ những điển lực cung cấp từ trung tâm vũ trụ. Có thể nói ở đó phát xuất sinh lực của càn khôn đó các con. Thưa cha, cha đã giảng bản chất của Thượng Đế có cả trượt thanh và ở mọi trạng thái. Như vậy, trong Thượng Đế có cả tánh tham sân si. Thế tại sao các tôn giáo lại khuyên chúng con phải diệt tham sân si? Vậy chẳng hóa ra là khuyên chúng con làm mất đi bản chất Thượng Đế của chúng con sao hả cha? Này các con, thực ra điều này ở đây hầu như triết lý các tôn giáo chưa giải rõ chỗ này cho các con hiểu, vì các tôn giáo chỉ đứng ở một khía cạnh để nhìn về khía cạnh khác của chân lý đó thôi. Ở đây cha sẽ giảng cho các con rõ hơn. Các con nói đúng, trong Thượng Đế phải có tất cả tính tham sân si chứ con. Ngài không thiếu một tính gì. Nếu Ngài còn thiếu một tính gì thì làm sao Ngài có thể phong phú vô cùng tận được hả con? Thế thì tại sao các tôn giáo lại lãnh sứ mạng của Ngài để kêu gọi con người từ bỏ những tính tham sân si hầu được về cõi sáng hở con? Vậy tham là gì? Là ham muốn đó con. Sân là gì? Là nóng giận đó con. Và si là gì? Là mê muội đó con. Khi khuyên các con diệt tham sân si, các tôn giáo đã đứng chỗ thiện mà nhìn chỗ ác, đứng chỗ sáng để nhìn vào chỗ tối, đứng chỗ thanh để nhìn vào chỗ trượt đó con. Thế nên, muốn con được sáng thì phải khuyên các con bỏ tối, nhưng muốn con thanh thì phải khuyên con bỏ trượt. Việc này cũng đúng thôi, nhưng cha sẽ giải thích cho các con rõ hơn. Cha sẽ cho các con hiểu rằng, vấn đề ở đây không phải là diệt mất tính tham sân si của con, mà là con sẽ học tham sân si theo một hình thức khác cao cả hơn. Thật vậy, tiểu hồn con xuống đây đi học, học trượt rồi học thanh. Thế nên khi con ngụp lặng trong cái trượt là lúc con được học tham sân si theo kiểu trượt. Học tham kiểu trượt là con ham muốn điều gì nặng trượt. Học sân kiểu trượt là con phản ứng chống đối điều gì không vừa ý theo cách nặng trượt. Học si kiểu trượt là con si mê điều nặng trượt. Và như vậy con sẽ đắm đuối trầm luân trong ác trượt. Nhưng học trượt rồi thì phải học thanh chứ con. Con đã học bài đó, biết bài đó thì bây giờ phải học bài khác hơn để mở trí biết hơn. Và bây giờ để học thanh, con sẽ từ từ đi vào cái thanh. Như vậy, không phải con sẽ từ bỏ cái tham sân si, nhưng là học tham sân si theo kiểu thanh cao cả hơn đó con. Học tham kiểu thanh tức là ham muốn điều thanh nhẹ. Học sân kiểu thanh là phản ứng chống đối điều gì không vừa ý theo cách thanh nhẹ. Và học si kiểu thanh là con tập si mê điều thanh nhẹ, điều tốt lành vậy. Khi một vị Phật phế bỏ mọi sự trần gian đạt đến Niết Bàn, đấy không có nghĩa là Phật diệt mất bản chất tham sân si đâu các con. Thật sự, Phật đang thể hiện bản chất tham sân si ở khía cạnh cực thanh nhẹ. Vì phải chăng Phật cũng đang tham sự sáng suốt không con? Và phải chăng Phật đang si mê sự thanh tịnh như an lạc không con? Và phải chăng nếu ai có ý hay hành động chọc giận Phật, Phật sẽ phản ứng chống đối lại bằng cách ban rải cho kẻ đó chút ân điển từ bi sáng suốt để giúp kẻ ấy mau hiểu biết tiến hóa đi lên không con? Tóm lại, để tiến hóa, để được sáng không có nghĩa là con diệt mất bản chất tham sân si của con, mà con phải thăng hoa nó lên, phát triển nó ra, tìm biết nó thêm ở những khía cạnh khác cao cả thanh nhẹ hơn, cho đến khi con thật sự biết nó. Con đã học lớp 1, muốn lên lớp 2 thì con phải bỏ lớp 1 thôi. Con đã nếm nó, biết nó ở khía cạnh trượt thì giờ đây con hãy bỏ khía cạnh đó đi
và bắt đầu học nếm nó, tìm hiểu nó, thấy nó ở khía cạnh khác để phát triển trí tuệ dần dần cho đến khi trí con được phát triển toàn diện đến vô cùng tận. Rốt rồi, khi về tới ngôi Thượng Đế hợp nhất cái biết của con với cái minh triết vô cùng của đấng tối cao, con sẽ thấy cuộc hành hương đăng đẳng của con từ khi xuống thế cho đến ngày về là một cuộc hành trình để học tham sân si, để biết tham sân si thật sự và phát triển tham sân si cho đến vô cùng tận. Vì cha cho rõ, Thượng Đế tham sân si vô cùng tận đó con. Ngài tham sân si nhất càng khôn, và bất cứ một thể tính nào, một bản chất nào, một trạng thái nào, Ngài cũng đều phải nhất cả. Vì ở một địa hạt nào Ngài nhường bước thì Ngài không là chân lý tối thượng nữa đó con. Thật vậy, trong càn khôn này không ai tham bằng Thượng Đế, vì Ngài chiếm hữu hết vũ trụ, không có cái gì Ngài không chiếm hữu. Và có ai si mê như Ngài, vì Ngài vừa mê trược vừa mê thanh, si mê đủ mọi trạng thái cho đến vô cùng. Nếu Ngài chỉ mê cái trược không mê cái thanh, hay ngược lại chỉ mê cái thanh mà không mê cái trược, thì cái nguyên lý vô cùng phải mất quân bình và sụp đổ tức khắc. Rồi thử hỏi, có ai sanh bằng Thượng Đế không con? Ngài nóng giận nhất càn khôn đó thôi. Ngài chính là dương, là lửa, là nguồn nóng của càn khôn vũ trụ. Ngài chính là kẻ giận dữ, ưa chống đối, thịnh nộ nhất càn khôn. Ở khía cạnh trược, Ngài chống đối cái thanh. Ở khía cạnh thanh, Ngài chống đối cái trược. Lực trược trì thanh xuống, lực thanh kéo trược lên. Thanh và trược chống đối nhau, xô đẩy nhau, hấp dẫn nhau. Những trạng thái này diễn ra một lượt, vừa đối kháng, vừa dung hợp, vừa hài hòa, để hình thành cái khối minh triết vô cùng, cái khối sinh động vô cùng, cái sức mạnh mãnh liệt vô biên, vận chuyển càn khôn biến hóa đời đời, nên gọi là bất diệt. Chỗ này cao siêu và phức tạp, các con phải chứng nghiệm trạng thái đó, các con mới hiểu. Cha giảng bằng ngôn từ cho chúng con tạm biết ý niệm vậy thôi, cho nên chúng con thấy rõ, trong Thượng Đế cái gì cũng phải có. Có cùng một lúc, thể hiện lên một lượt, và cái gì cũng là chân lý hết đó con. Tính tham của Ngài là chân lý đó, vì nếu một thứ gì Ngài không chiếm hữu, có một thứ gì ở ngoài quyền lực của Ngài, thì Thượng Đế không còn là chân lý tối thượng nữa. Tính sân của Ngài là chân lý đó con, nếu thiếu nó càng khôn sẽ không còn sự sống, không còn vận chuyển và không còn tiến hóa nữa. Tính si của Thượng Đế cũng là chân lý đó con, nếu Thượng Đế không có nó, tức càng khôn không có trạng thái đam mê mê muội. Khi càng khôn thiếu trạng thái đam mê mê muội, nó sẽ không vận hành, không tiến hóa được. Thì đấy là sự tan rã của guồng máy âm dương trời đất vậy. Đến đây các con có thấu hiểu được ý nghĩa mầu nhiệm của ba đức tính tham sân si vốn vô cùng cần thiết cho các linh tử tiến đến chỗ toàn giác toàn năng không hở các con? Bạch cha, tính nào cha cũng có, trạng thái nào cha cũng có, cha luôn luôn sinh động. Như vậy, cha làm sao được thanh tịnh hở cha? Này con, cha là một khối sinh động vô cùng tận, vì cha là đấng toàn giác nên trạng thái nào cha cũng có. Nếu cha không biết đến một trạng thái nào, sao gọi cha là đấng toàn giác? Vì cha là đấng toàn năng nên cha phải làm hết mọi thứ, chuyện gì cha cũng làm. Nếu cha không làm một chuyện gì, sao gọi cha là đấng toàn năng hả con? Trạng thái nào cũng có, chuyện gì cha cũng làm, do đó cha phải là thằng cực động. Song chính vì cha cực động nên cha thành cực tỉnh luôn đó con. Con hãy hình dung nếu một vật đứng im trước mắt con sẽ thấy nó rõ rệt. Khi nó bắt đầu di động, con sẽ khó thấy nó hơn một chút. Khi nó chuyển động ở một tốc lực nhanh, con sẽ thấy nó ẩn ẩn hiện hiện, không còn rõ nữa. Và khi nó chuyển động với một tốc lực nhanh hơn tốc lực mà đôi mắt con có thể kiểm soát được, thì vật ấy bỗng trở nên như biến mất, như vô hình, con không còn thấy được nó nữa. Vậy phải chăng vật có rồi thành không? Nói hiện tượng này để con tạm phần nào hình dung Thượng Đế. Vì Thượng Đế ở trạng thái cực động và động đến một vận tốc kinh hồn, nên Ngài trở thành hư không vắng lặng, cực thanh, cực tịnh, còn gọi là chân như hay pháp thân đó con. Cho nên, sắc bất vị không, không bất vị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc là vậy. Có mà không, không mà có,
trong cái không nó có cái có, trong cái có nó có cái không. Vì vậy con đừng ngộ nhận rằng hư không là một khối trống rỗng chẳng có thứ gì, chẳng có cảm giác gì, chẳng có trạng thái gì. Thế thì cái hư không chân như hay pháp thân đó có cái gì hay đẹp, có cái gì quyến rũ để đạt tới đó đâu? Chắc con lầm to rồi. Thực sự hư không hay chân như hay pháp thân là một khối sinh động mãnh liệt vô biên, đến mức độ nó trở thành cực thanh tịnh, không không, như như, vô cực nên vô cùng tận. Do vậy nó không rỗng tuếch mà bao gồm mọi thứ, mọi tính, mọi trạng thái, từ trượt tới thanh, gồm cả địa ngục, trần gian, niết bàn, tam thiên, đại thiên, thế giới, hoa tạng, pháp giới, trùm khắp. Nó gồm mọi cảnh sắc sinh động, không thiếu một thứ gì. Có như vậy, pháp thân hay hư không hay chân như mới là một nguyên lý vô cùng, là chân lý tối thượng, là thượng đế đó con. Vì chân lý tối thượng gồm mọi trạng thái trượt, thanh, ác, thiện, tối, sáng, vân vân. Nếu hư không hay chân như hay pháp thân là chân lý tối thượng, thì pháp thân phải gồm hết những thứ đó chứ con. Cho nên nguyên lý vô cùng, tức chân lý tối thượng cũng gọi là thượng đế, cũng gọi là hư không, cũng gọi là chân như, cũng gọi là pháp thân đó con. Thượng đế cũng có tên là đấng hư không, đấng chân như hay đấng pháp thân. Thế nên ở ngôi của đấng hư không, đấng chân như, đấng pháp thân, cha hưởng vô cùng tận, cha nếm hết, hưởng hết, biết hết mọi cảm giác, mọi trạng thái, mọi cảnh sắc cùng một lúc. Và trạng thái động cực động mà tịnh cực tịnh này thật đẹp đẽ, thật tráng lệ, thật tuyệt diệu, thật kỳ ảo, vô lượng, vô biên, mà không một ngôn ngữ nào, không một bút mực nào nói lên hết được. Mọi diễn tả đều phải bất lược trước hư không, trước chân như, trước pháp thân. Và nếu hư không, chân như hay pháp thân mà diễn tả ra được thì đó chẳng còn là chân lý không thể nghĩ bàn rồi. Những cái này thật cao siêu, các con sáng có một chút ý niệm về nó. Vì thật ra chỉ khi các con về ngôi cha chứng nghiệm được nó, con mới thật sự hiểu nó mà thôi đó các con. Thưa cha, cha hưởng vô cùng tận, vậy cha có cảm giác đau khổ không hả cha? Phải có chứ con, cha không thiếu một cảm giác gì. Cha vui vô cùng tận và cũng khổ vô cùng tận. Nhưng có điều cha hưởng cái vui và cái cảm giác khổ đó cha cũng hưởng luôn. Các con để ý cha dùng chữ hưởng khổ, cho nên khổ trở thành là một cảm giác, một trạng thái cần thiết để đóng góp vào cái lạc thú vô cùng tận của cha. Và nó cũng không thể thiếu cho sự sống còn của chân lý tối thượng vậy các con. Thưa cha, chúng con có nghe nói Ngọc Hoàng Thượng Đế ở ngôi thứ hai, còn vị nắm quyền chủ tể âm dương ở ngôi thứ nhất. Điều này có đúng không? Xin cha cho chúng con rõ. Này con, nắm quyền chủ tể âm dương chính là cha ở ngôi thái cực đó thôi con. Cha có rất nhiều danh xưng như Quyền Khung Cao Thượng Đế Đại Thiên Tôn, hay Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn cũng là cha. Bên Cao Đài Giáo, cha còn tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, hay Phước Đức Tiên Ông Kim Viết Cao Đài nữa đó con. Cho nên nếu chúng con muốn tưởng cha, muốn niệm danh cha, chúng con có thể niệm Nam Mô Quyền Khung Cao Thượng Đế Đại Thiên Tôn, hay Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn đều được cả. Miễn rằng khi con niệm danh đó, ý con tưởng nhớ đến đấng tạo hóa muôn loài là được rồi. Thưa cha, trước đây chúng con có nghe nói niệm Lục Tự Di Đà là để mở sáu luân xa trong bản thể. Dù là người ngoại quốc học thiền theo phái vô vi, khi hành pháp cũng phải niệm theo tiếng Việt thì hiệu quả mới tốt. Điều này có đúng không thưa cha? Xin cha giảng rõ thêm cho chúng con hiểu. Này các con, A-di-đà Phật hay Vô Lượng Quang Phật là tên của một vị Phật sáng suốt vô lượng, tượng trưng cho sự sáng suốt của càn khôn hay phần trí tuệ của Thượng Đế. Trong chúng con cũng có A-di-đà Phật vậy, vì chúng con là những tiểu Thượng Đế mà. A-di-đà Phật là thể tính sáng suốt ở trong chúng con, mà chúng con đã để nó bị móc meo, bị rêu phong, phủ bám khi chúng con học trượt đấy.
Cho nên khi chúng con chợt tỉnh giấc mê trầm đã vùi lấp bao lâu phần trí tuệ của mình và muốn đi lên đến chỗ sáng suốt, các con hãy mặc niệm danh hiệu này, quán tưởng nó luôn luôn để đánh thức và phát triển dần dần sự sáng suốt trong chúng con. Vì quán tưởng luôn luôn đến A-di-đà Phật, tức là tưởng nhớ luôn luôn đến thể tính sáng suốt của con, tưởng nhớ đến thể tính đó mãi thì tự nhiên nó sinh động lên, sẽ phát triển cho đến khi nó ngự trị trong con. Đó là một cách rất hay để con mau được sáng suốt. Cho nên lúc con mật niệm trong tâm danh hiệu này một cách sốt sắng, không bị chi phối lo ra, và nếu tâm con được vắng lặng, thì khi ấy sáu chữ này sẽ rung động trong con, phát ra luồng sóng điện chạy quanh sáu luân xa và phát quang tại mỗi luân xa đó. Con nào đã mở chút huệ nhãn, khi niệm lục tự Di Đà sẽ chứng nghiệm được hiện tượng này. Nhờ đó sáu luân xa trong bản thể sẽ được khai mở từ từ, phát triển dần dần để giúp con đạt được lục thông. Tuy nhiên, cho thấy việc niệm lục tự Di Đà theo âm điệu Việt Nam có đôi khi trở ngại cho nhiều con người Âu Mỹ. Nếu những con này thấy có sự khó khăn trong cách niệm theo tiếng Việt Nam, nó có thể niệm theo phản ngữ Nam Mô Amitabha. Sáu chữ Nam Mô Amitabha này là phản ngữ, có nghĩa là đầu cúi lại Đức Vô Lượng Quang Phật, được phiên âm ra tiếng Việt Nam thành Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu các con niệm theo phản ngữ thì sáu âm thanh Nam Mô Amitabha này còn tốt hơn sáu âm thanh tiếng Việt Nam nữa. Vì sáu âm thanh Nam Mô Amitabha bằng phản ngữ phát ra gần giống với âm thanh chuyển động của càn khôn vũ trụ, và âm ba của nó rung lên gần ăn nhịp với âm ba chuyển động của càn khôn, giúp thêm sức mạnh cho luồng điển chuyển động tốt. Ở đây cha dùng chữ âm thanh có nghĩa là âm thanh điển, không thể nghe được bằng tai trần, chỉ nghe nó khi con mở được huệ nhĩ mà thôi. Các con nên nhớ, khi niệm bất cứ điều gì phải niệm trong tâm, niệm bằng tư tưởng, đừng niệm trong miệng khiến cho hao khí điển. Con nên ngậm miệng lại, co lưỡi, răng kề răng, bế kính khẩu. Động tác này sẽ giúp cho mạch nhâm mạch đốc nơi đó được giao nhau, và điển trong người con lúc ấy sẽ được chuyển động liên tục mà không bị thất thoát ra ngoài theo cửa khẩu do sự nối liền của hai mạch này. Nhờ vậy mà điển lực trong con được sung mãn hơn. Cho nên trong ngày, nếu không có điều hữu ích hay cần thiết, các con nên tịnh bớt khẩu, dành tâm trí niệm Phật hoặc niệm cha để tâm đỡ tán loạn, bế miệng lại càng nhiều càng tốt để đỡ mất điển. Con nên nhớ, lo nghĩ nhiều thì thần tán, nói nhiều thì khí hao, dục nhiều thì tinh mất. Muốn đi vào thiên đạo, lên đến chỗ sáng suốt an lạc, các con phải ráng giữ tam bủ, tinh khí thần, lo vung bồi nó luôn để khỏi bị suy điển lực, khiến tiêu mòn dần sự sáng suốt trong con đó con. Hãy khá nhớ điều quan trọng này nghe con. Thưa cha, chúng con niệm lục tự Di Đà để mở lục thông và được sáng suốt. Vậy xin cha cho biết việc niệm danh cha hiệu quả thế nào so với danh hiệu Đức A-di-đà? Chúng con thấy những danh khác nhau của cha không có số chữ nhất định như lục tự Di Đà. Vậy xin cha cho biết số chữ trong danh cha có ảnh hưởng gì trong việc niệm không hỏi cha? Này các con, những danh khác nhau của cha không có số chữ nhất định. Số chữ có khi dài, khi ngắn. Điều đó để con thấy rằng cha vốn vô giới hạn, không trụ lại ở một giới hạn nào. Thế nên, con niệm danh nào cũng được, vì số chữ không ảnh hưởng gì đến việc niệm danh cha cả. Con số nào cũng là cha hết đó con. Miễn rằng tư tưởng con lúc đó biết nghĩ hợp nhất với đấng tạo hóa muôn loài. Cha thấy những con ở nước ngoài có khi băn khoăn thấy hồng danh cha theo Việt ngữ khó niệm, khó nhớ. Trường hợp này các con cứ việc niệm, Thượng Đế đấng tạo hóa dịch theo ngôn ngữ của các con đều được cả. Vì khi các con trụ tâm tưởng nhớ đến đấng tạo hóa muôn loài, tiểu hồn con sẽ rung động, linh quang con sáng lên, gửi tín hiệu liên lạc với đại hồn cha. Và nếu khi ấy con biết quán tưởng sự hợp nhất của con với đại hồn cha, thì điển quang của con sẽ hòa vào với khối đại linh quang của càn khôn. Nếu con biết hành điều này luôn luôn và tâm tư con lúc nào cũng tưởng nhớ hợp nhất với Thượng Đế, tất nhiên tiểu hồn con sẽ mau được sáng suốt, sẽ tiến hóa nhanh đến chỗ hợp nhất với Thượng Đế, trở về với nguồn cội của mọi sự sống đó con. Còn việc con hỏi niệm danh cha hiệu quả như thế nào so với danh A-di-đà Phật, thì đây cha sẽ cho các con rõ.
Khi con niệm lục tự Di Đà là lúc con đánh thức cái thể tính sáng suốt trong con bằng cách tưởng nhớ đến nó. Cái thể tính sáng suốt ấy nhờ đó mà phát triển cho đến lúc đạt được, khiến con nhìn thấy cội nguồn nhận diện nguyên lai bổn tánh và nhìn được bản chất thượng đế của con đó con. Còn con niệm danh cha có ý nghĩa gì ư? Con niệm danh cha tức là niệm chính danh của linh hồn con đó. Vì con chính thật là gì? Là một chiếc hồn, một tiểu linh quan của thượng đế xuống thế để đi học, để hiểu biết tất cả mọi bản chất của mình, rồi trở về ngôi vị cũ khi linh quan con đã thật sự đủ sáng để hòa vào đại khối linh quan. Cho nên khi con niệm danh cha, tức danh thật của con, thì chân thần con hay linh hồn con cũng vậy, lúc ấy sẽ thức tỉnh. Con niệm danh cha tức là con niệm danh con đảnh lễ con kích động nhắc nhở con bừng dậy sinh động, nắm lại quyền chủ nhân ông điều khiển cái tiểu càn khôn của con đó con. Bấy lâu nay con để con hôn trầm trong mê muội, ngụp lặng trong tâm tối, con chẳng biết làm chủ, chẳng biết điều hành chỉ huy cái tiểu vũ trụ của con, khiến cho mọi trật tự bị đảo lộn, mọi tổ chức bị rối loạn, vì con quá yếu ớt, vì con mãi mơ màng trong tất cô miên như đã quên đi chính mình. Thế nên khi niệm danh cha tức là lúc con tưởng nhớ đến con, lai gọi con thức dậy, sự kiện này sẽ kích thích tiểu linh quan sinh động lại dần dần, bừng tỉnh khỏi cơn mê trầm để nắm lại quyền chủ nhân ông của nó. Nhờ đó tiểu hồn sẽ từ từ thức giác, biết nó là ai, từ đâu đến và sẽ phải về đâu. Nó sẽ biết nó hơn dần dần để càng lúc càng thức giác vai trò lãnh đạo của nó trong cái tiểu càn khôn mà nó phải cai quản, để nó lo điều động tổ chức lại những trật tự đã bị hư hỏng vì sự mê ngủ của nó đó con. Cho nên niệm A-di-đà là đánh thức phần sáng suốt trong con, niệm danh Thượng Đế là đánh thức trực tiếp chính con vậy. Và khi con đã thức dậy sinh động lại, có nghĩa là thể tính sáng suốt trong con, tự nhiên nó phải sinh động theo con đó thôi. Vì nó là một thành phần của con ngủ thì nó ngủ, con thức thì tự nhiên nó thức. Do vậy, để con thấy rằng niệm danh Thượng Đế tức là đã niệm A-di-đà trong đó rồi. Khỏi có gì thắc mắc sợ niệm danh cha bỏ niệm A-di-đà không mở được lục thông đâu. Mở luôn chứ con, vì khi chính con tỉnh dậy phần sáng suốt trong con, dĩ nhiên sẽ sinh động lại phát triển dần các luân xa trong con, nhờ đó mà mở và phát triển luôn. Con ơi, Thượng Đế là càn khôn vũ trụ, niệm Thượng Đế là gồm cả càn khôn trong đó rồi. Mọi Phật, tiên, thần, thánh đều có trong đó, con chẳng sợ thiếu thứ gì. Các con khỏi phải lo, vừa niệm Thượng Đế, vừa niệm A-di-đà, vừa niệm Quán Âm vân vân. Nhiều đứa cha thấy, vừa niệm danh cha, vừa niệm Di-đà, vừa niệm danh nhiều vị Phật khác. Các con nghĩ rằng, vì niệm nhiều như vậy chắc ăn hơn, nhiều vị sẽ phò trợ cho mình tốt hơn. Nghĩ vậy vì các con này chưa hiểu nguyên lý của trời đất, chưa hiểu nó là ai. Nó chưa biết bản chất thượng đế của nó chưa thấy được sự vĩ đại của nó đến ngần nào. Nó không biết rằng nó vốn dĩ là chúa tể cai quản cả càn khôn vũ trụ, Di Đà, Quán Âm, Đại Thế Chí vân vân, thật sự đều có trong bản thể nó, là những thành phần của nó đều dưới quyền coi sóc quản trị của nó đó thôi. Vì nó không biết rằng A-di-đà là phần sáng suốt tức thể trí của nó, Quán Âm là tình yêu thương tức thể bi của nó, Đại Thế Chí là ý lực tức thể dũng của nó đó thôi. Cho nên dưới trần gian các con thờ Tam Thế Phật mà không hiểu ba vị Phật này tượng trưng cho ba thể tính bi trí dũng của Thượng Đế. Bên Thiên Chúa Giáo cũng vậy, Chúa Ba Ngôi là gì hỡi con? Đức Chúa Cha chính là thể trí, Đức Chúa Con là ngôi tình yêu tức thể bi, Đức Chúa Thánh Thần là ý lực của Thượng Đế tức thể dũng vậy. Các con phần đông không hiểu chân lý nên chỉ cầu Chúa niệm Phật niệm Thượng Đế trong tinh thần ý lại vào sự cứu giúp, sự phò hộ, vì nghĩ rằng các vị Phật Chúa ấy ở đâu đâu ngoài con, chứ không hiểu rằng các vị này đều vừa có ở ngoài đại vũ trụ, vừa có cả trong bản thể của con nữa. Đấy là những thể tính của Thượng Đế mà cũng là của con, và Thượng Đế chính thật là con đó. Con chưa hiểu được điều này mà chỉ cầu hoặc niệm để được sự phò hộ, sự cứu rỗi, đấy là con mê tín, là vọng cầu, là vọng niệm mà thôi. Đa số các con niệm Di Đà để xin Di Đà che chở, niệm Quan Âm để xin Quan Âm cứu nạn, giờ đây biết niệm danh Thượng Đế thường là cũng xin Thượng Đế cứu độ con thoát qua tai ách vân vân. Ấy là những vọng cầu, vọng niệm, vọng tưởng, vì con chưa hiểu con đó thôi. Vậy thế nào là chánh niệm hả con?
Khi con niệm lục tự Di Đà, con phải hiểu rằng con đang lay động nhắc nhở, đánh thức tính sáng suốt, khơi dậy ánh sáng trong con để con vượt lên sự tối tăm ngu muội. Đấy mới tưởng Di Đà ở đúng vị trí của Di Đà đó con. Khi con niệm Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát, con phải hiểu rằng con đang đánh thức tính yêu thương tức thể bi trong con đó. Đánh thức nó tỉnh dậy, phát triển nó để tâm con mở rộng luôn luôn hành thiện cứu khổ ban vui. Đấy là con biết tưởng Quán Âm đúng vị trí của Quán Âm đó con. Khi con niệm danh Thượng Đế, con phải hiểu con cũng đang niệm chính danh của con đó. Vì con vốn dĩ là Thượng Đế phân hồn ra thành tiểu linh quang xuống đây đi học. Con là chủ nhân ông đang điều khiển cái tiểu thiên địa của con. Bản chất con y như bản chất của đấng tạo hóa muôn loài. Và khi đọc danh hiệu này, tâm thức con hãy hòa vào tâm thức của càn khôn, rung động cùng một nhịp với đại hồn vũ trụ. Đấy là con biết tưởng Thượng Đế như ý Thượng Đế muốn, và con cũng đã đặt con ở đúng vị trí của con đó. Niệm như vậy mới là biết niệm. Đấy là chánh niệm mà cũng là chánh kiến, chánh tính, chánh định, chánh tư duy của Phật giáo đó con. Và cha cho chúng con rõ, khi con biết chánh niệm thì dù không cầu, không vọng sự phò hộ, chở che, cứu giúp, thì con lại được sự hỗ trợ, giúp đỡ, che chở hữu hiệu hơn, đắc lực hơn nữa. Tại sao vậy hả con? Lẽ dễ hiểu là vì kẻ vọng niệm phần trí tuệ chưa sáng bằng kẻ chánh niệm, linh hồn nó yếu đuối và kém tiến hóa hơn, vì chỉ biết hướng tới tha lực mà không biết tự lực. Chỉ thấy sức mạnh bên ngoài mà không thấy sức mạnh có sẵn trong chính nó để biết tận dụng sức mạnh. Cho nên khi con niệm để cầu được cứu giúp, điển của con không sáng bằng khi con biết chánh niệm. Vì nếu con biết chánh niệm, khi ấy điển trong bản thể con sẽ hòa cảm với khối điển quang sáng suốt của càn khôn. Khi con niệm Di Đà thì phần điển Di Đà trong con bật sáng chuyển động hòa với khối điển Di Đà, tức phần điển của càn khôn. Khi con niệm Quán Âm là phần điển Quán Âm của con sáng lên rung động hòa cảm với khối điển quang Quán Âm, tức phần điển bi của càn khôn. Khi con niệm danh Thượng Đế thì chân thần con rung động, tiểu linh quang lóe sáng hòa với khối đại linh quang. Nhờ đó đứa biết chánh niệm sẽ tự bao quanh nó một khối lượng điển lành nhiều hơn đứa vọng niệm. Khối điển tốt lành đó sẽ che chở, hóa giải bớt cho nó điều khổ nạn do nghiệp lực thảo đảo nó. Và nếu khối điển lành bao quanh càng lớn chừng, nó được hưởng sự che chở, sự hóa điều khổ nạn nhiều hơn chừng ấy, mặc dù nó không cầu, không vọng sự giúp đỡ phò hộ như kẻ vọng niệm ngu muội. Ấy chính vì nó đã biết tự cứu, tự phò hộ, tự che chở, nhờ sáng suốt hiểu được và biết tận dụng sức mạnh của chính nó có sẵn đó con. Nhờ cái biết đó mà nó đã tự bảo vệ nó hữu hiệu, trong khi kẻ vọng niệm tớ ít sáng hơn nên không được hưởng bằng nó. Dĩ nhiên trong khi con vọng cầu sự phò hộ thì các phần điển những vị trong khối sáng suốt của càn khôn cũng sẽ ban rải chút điển sáng suốt xuống linh hồn con để phò hộ, cứu giúp và giải bớt khổ cho con. Nhờ con biết tưởng đến, song sự vọng niệm sẽ khiến con bị chậm trễ đà tiến bộ, vì tiểu hồn cứ có thói quen nương tựa ỷ lại vào tha lực chờ đợi sự giúp sức, nên mãi còn yếu đuối, trí tuệ còn lâu mở, và do đó con phải tiến hóa trì trệ mà thôi. Tóm lại, khi con niệm Di Đà phải thấy mình là Di Đà, khi con niệm Quán Âm phải thấy mình là Quán Âm, khi con niệm danh Thượng Đế phải thấy chính mình là Thượng Đế và hợp nhất với đại hồn của vũ trụ nghe con. Con phải khá biết rõ điều này. Biết niệm như vậy, con vừa giúp con được tiến hóa nhanh, mau sáng suốt, vừa lại biết tự phò hộ con, bảo vệ con hữu hiệu hơn. Vì nếu sáng hơn, thanh hơn chừng nào, con sẽ hóa giải hữu hiệu hơn chừng ấy những điều khổ nạn từ nghiệp lực do quả trượt mà con đã gieo từ nhiều kiếp đó con. Cha vừa giảng cho chúng con hiểu thêm cách thức niệm. Còn việc niệm Thượng Đế, con khỏi phải thắc mắc, con nào biết niệm thì càng hay. Nếu con băn khoăn hay chưa quen, chưa hiểu thì cứ tiếp tục niệm A-di-đà cũng được. Vì niệm A-di-đà là để mở sự sáng suốt. Lúc nào con đạt sự sáng suốt rồi thì tự nhiên con sẽ thấy được chủ nhân ông chính là Thượng Đế, là chân như, là Pháp Thân đó thôi con. Bạch cha, xin cha cho chúng con biết pháp môn vô vi quyền bí học mà chúng con đang hành có phải là tâm pháp không? Và xin cha giảng rõ thế nào là tâm pháp, thế nào là bí pháp hả cha? Này con, tâm pháp là pháp môn đi vào cái tâm, bỏ hữu vi hình tướng bên ngoài, trực tiến vào bên trong, hồi quang phản chiếu xoay lại mình, để thấy được cái nguyên lai bổn tánh của chính mình. Tóm lại, tâm pháp hay pháp thiền là pháp môn giúp con tìm hiểu con bằng cuộc nghiên cứu đi vào khoa học vô vi đó thôi. À còn thế nào là bí pháp hả con?
bí pháp là pháp môn bí nhiệm không được phổ truyền ra quảng đại quần chúng, và khi truyền pháp các hành giả chỉ dùng lối khẩu khẩu tương truyền. Xưa nay tâm pháp thường thường là bí pháp và ít khi được phổ truyền, nên các con vẫn hay nghe nói đến những từ ngữ tâm pháp bí truyền hay mật pháp tâm truyền vân vân. Vì sao giữ bí truyền hả con? Vì ngày xưa vào học đạo, khi một vị thầy hay tổ muốn truyền tâm pháp cho đệ tử, thường thì vị ấy phải theo dõi học trò, xem trong số các đệ tử có đứa nào hạnh tốt nghiệp trần nhẹ rồi và có tâm chí quyết cầu giải thoát, dứt bỏ trần ai, thì sẽ gọi đứa đó lại, dùng lối khẩu khẩu tương truyền để dạy riêng nó, trao cho nó cái bí pháp quý giá để cho nó tu luyện cầu giải thoát. Trước nay thường là vậy, còn cái pháp môn của phái vô vi quyền bí của chúng con đây cũng là tâm pháp đó, nhưng có điều nó không giữ bí truyền mà lại phổ truyền ra quần chúng, ai muốn hành cũng được. Đấy thuộc về tâm pháp phổ truyền. Các con muốn mau sáng, muốn huệ chống mở để tiến hóa nhanh hầu thoát vòng tứ khổ, thoát đường ác đạo, thoát kiếp luân hồi, thì phải học thiền, phải hành tâm pháp siêng năng, tinh tấn công phu mới được đó các con. Bạch cha, theo chúng con nghĩ, nếu tâm pháp có thể giúp con người mau sáng tiến hóa nhanh để tới nơi giải thoát, tại sao lại không phổ truyền để giúp quần chúng tu luyện mà lại giữ bí truyền hả cha? Đây có phải chăng là vì các vị thầy tổ còn hẹp hòi ích kỷ, chẳng khác gì mấy ông thầy thuốc giỏi, có thuốc hay lại chẳng muốn phổ truyền, chỉ giữ lại mật truyền cho con cháu hay cho những người mình ưa thích không hả cha? Này con, đây cha giải thích cho các con hiểu, tại sao tâm pháp thường thường lại không phổ biến cho quần chúng hở con? Cũng có lý do chứ con. Vì tâm pháp là báu vật, nếu trao nhầm kẻ không xứng đáng hoặc không biết giữ gìn, chẳng khác nào vứt báu vật xuống sông xuống biển mà thôi. Nếu hành giả thọ tâm pháp mà nghiệp còn nặng, trần còn mê, tánh còn nặng trược, tâm chưa muốn dứt bỏ, ý chưa quyết cầu giải thoát, thì nhận được pháp bảo phỏng có ích gì hở con? Chỉ khiến phá pháp hư hoại đi thôi đó con. Và chăng luyện thiền mà nghiệp lực còn nặng thì phải chịu khảo đảo khó ngồi yên, tâm còn luyến trần, tánh còn nặng trược thì cứ bị thất tình lục dục phá phách luôn, khó mà định được tâm ý, dẫu có thọ tâm pháp rồi cũng bê trễ giải đãi công phu, có lúc sợ vứt pháp nửa chừng đó thôi. Lại còn việc này nữa, các con nên biết có nhiều pháp môn luyện đạo đòi hỏi hành giả phải có căn bản đức hạnh, có trình độ thanh nhẹ khả dĩ làm nền tảng tu luyện, và việc luyện đạo còn phải được sự theo dõi kiểm soát thường xuyên của các vị thầy tổ, các chân sư đã truyền pháp cho hành giả nữa. Cẩn thận vậy là để đề phòng mọi nguy hiểm có thể xảy ra cho người luyện đạo. Vì có nhiều pháp môn đòi hỏi phải theo dõi kiểm soát chặt chẽ sự vận chuyển của luồng quả hậu trong bản thể để khai những bí quyệt mở quyền năng cho hành giả. Do đó, nếu người luyện đạo thọ những pháp này mà chưa được thanh nhẹ, tâm tánh còn trượt nhiều hoặc có khi hành pháp sai, vận chuyển sai luồng quả hậu, sự kiện này có thể khiến nguy hiểm đến tánh mạng hoặc điên loạn hoặc hư hoại cả bản thể người luyện đạo đó con. Đấy là một số lý do trong những lý do khiến cho tâm pháp thường là bí truyền vậy. À, còn vì sao pháp môn vô vi quyền bí lại được phổ truyền các con có biết không? Thứ nhất, vì cách hành không quá khó nhọc và việc vận điển tương đối ít nguy hiểm cho hành giả nên có thể phổ biến trong quần chúng được. Kế đó, việc cho phổ truyền cũng là do thiên ý mà thôi. Vì sao vậy các con? Vì nguân này là nguân chót, kiếp này là mạt kiếp, đây là kỷ nguyên điêu tàn cùng khổ, để thanh lọc và tuyển chọn những phần hồn có trình độ vào thượng nguân tái tạo, tức nguân thánh đức đó con. Vì là giai đoạn nhân loại phải chịu nhồi quả khảo thí, chịu đủ mọi cảnh khổ tứ trần gian, nên Hồng Ân Thượng Đế cũng ban rải xuống để cứu vớt thêm số con cái của Ngài. Cho nên đây cũng được xem là kỳ đại xá của thiên địa. Con nào ráng tu phát hùng tâm, gắng sức phấn đấu để quyết chí trở về với Ngài, thì dù nghiệp nặng căng thấp, Thượng Đế cũng sẽ ráng tận độ và cứu rỗi đó con. Vì vậy Ngài cho đủ mọi phương tiện, mọi điều kiện, mọi cơ hội mà không còn giới hạn như trước nữa, đem tâm pháp dạy cả hạng thấp căn thiểu trí còn vướng nặng nghiệp quả. Như vậy để các con Ngài dâu ở trình độ nào, căn sáng hay tối, nghiệp nặng hay nhẹ, đều có duyên may được trở về, nếu quyết lòng chịu tu tiến, chịu lo đi trong giai đoạn chót này đó con. Rồi đây nhiều pháp môn tinh luyện mà cách hành không quá phức tạp, để có thể phổ biến trong quần chúng, sẽ được Thượng Đế chuyển cho đem ra quảng bá, hầu giúp dân ở giai đoạn cuối này có đủ mọi hiệu xe, đủ mọi kiểu bè, ai thích thứ nào thì nương thứ đó mà về với Thượng Đế. Pháp môn vô vi quyền bí mà chúng con đang hành đây là một loại xe rất tốt để đưa chúng con về tới nơi giải thoát.
bên cao đại giáo về mặt vô vi cũng có pháp môn tinh luyện, song từ trước tới nay pháp môn tu vô vi của cao đại phổ biến rất giới hạn theo lối khẩu khẩu tương truyền, nhưng rồi có lúc sẽ phải phổ truyền sâu rộng trong quần chúng thôi. Gần đây cha có dán cơ bút vài nơi và bắt đầu cho lệnh truyền ra dần dần pháp môn tinh luyện này rồi đó các con. Bạch cha, cha có dạy muốn đi nhanh tới chỗ giải thoát phải hành tâm pháp. Vậy những người không biết thiền, không hành tâm pháp nhưng lại ăn nghe ở lành, làm việc phước thiện, những người ấy có được giải thoát chăng hả cha? Này con, ở đây phải đặt vấn đề ăn nghe ở lành, hành thiện tích phước với mục tiêu nào? Hành thiện để cầu phước hay để cầu giải thoát, hay làm lành chỉ vì muốn cứu khổ ban vui? Phải xem mục tiêu mới nói được đó con. Con hãy lắng nghe, cha sẽ trình bày từng vấn đề cho con rõ. Con nào suốt đời làm lành để cầu phước, tức là nó đã tự tạo nghiệp lành kéo nó luân hồi trở lại để hưởng những phước mà nó đã gieo. Hành thiện với tinh thần này cũng chỉ là tự trói buộc con trong vòng luân hồi chuyển kiếp, mãi mãi trầm luân trong tứ khổ mà thôi. Vì khi luân hồi trở lại để hưởng phước báo, chắc gì con lại không gieo duyên nghiệp mới để chuyển kiếp lai sinh hở con? Con nào suốt đời hành thiện để cầu giải thoát, tinh thần này tốt hơn, phần hồn này có tiến bộ hơn, nhưng nếu nó tích phước nhiều mà phần trí tuệ chưa đủ sáng thì nó cũng phải chuyển kiếp trở lại để tu hành tiến hóa, mở trí cho đến khi đủ minh để giải thoát đó con. Tuy nhiên, nhờ đã gieo nhiều phước đức kiếp trước, kiếp này nghiệp dữ sẽ đỡ khảo đảo nó sẽ gặp nhiều duyên phước trên đường tu hành để hỗ trợ nó mau tiến hóa hơn. Còn trường hợp con nào làm lành với tinh thần phục vụ muốn cứu khổ ban vui, ấy là linh hồn này đã có trình độ tiến hóa cao. Hành thiện với tinh thần này sẽ giúp con mau mở trí, vì khi con hành động mà không cầu không vọng, chỉ thuần khiết vì từ bi, thì những luồng sóng tư tưởng trong con lúc ấy rung động thật sáng đẹp. Nhờ đó mà con phát triển bồ đề tâm, mở trí bát nhã. Hành thiện mà tâm thanh tịnh, không cầu không vọng, thi hành lục độ vạn hạnh hay tam công tứ lượng chỉ vì muốn cứu khổ ban vui, ấy là hạnh bồ tát. Hành thiện với tinh thần đó mới giúp cho trí con mau tiến hóa tới chỗ sáng suốt thanh tịnh, giải thoát hoàn toàn được mà thôi đó con. Hành thiện với tinh thần đó mới giúp cho trí con mau tiến hóa tới chỗ sáng suốt thanh tịnh, giải thoát hoàn toàn được mà thôi đó con. Các con phải khá hiểu rằng tam công tứ lượng hay lục độ vạn hạnh bao hàm cả phước huệ song tu, cho nên cha cho các con rõ muốn đi thật nhanh, muốn được đắc quả ngay trong một kiếp, con không thể chỉ hành thiện hoặc chỉ hành tâm pháp riêng rẽ, mà con phải phước huệ song tu mới được. Nhất là giai đoạn cuối hạ nguyên này, các con phải lo chạy nước rút để kịp kỳ dự đại hội Long Hoa lần 3. Vì thế con phải ráng cố gắng thi hành phước huệ song tu thì mới mong kịp ngày giờ. Vả chăng người thật tâm muốn cầu đạo vô thượng, muốn thoát vòng luân hồi tứ khổ thì quyết định phải phước huệ song tu mà thôi. Và nếu chỉ được một trong hai thì linh hồn khi bỏ xác phải chuyển kiếp lại thế gian để vun bồi phần thiếu sót kia đó con. Thật vậy, nếu con được phước mà thiếu huệ thì linh hồn con phải trở lại thế gian để trau dồi phần sáng suốt mà con chưa đạt được. Còn nếu con được huệ mà thiếu phước thì linh hồn cũng chưa được quả, do đó phải đáo lại thế gian, lãnh sứ mạng đem cái sáng suốt mạng mới được trở về hưởng cảnh thanh tịnh niết bàn đó con. Nhưng chúng sinh còn đắm chìm trong đau khổ tối tâm và đang cơn khảo thí, dù cho có đắc quả siêu thoát cũng chưa có thể trở về hưởng cảnh niết bàn được đâu các con. Vì thế có lần trong các con có đứa muốn bỏ xác tịch diệt, linh quang về đến niết bàn bị điển quang cha đẩy trở xuống nên không bỏ xác được. Việc này khiến có lần đa số chúng con đã chứng kiến hiện tượng nó sắp bỏ xác rồi sau đó phải trở lại trần gian với chúng con đấy. Cho tới khi nó gặp được cha dưới trần qua đức kim thân, nó cũng xin được bỏ xác trở về, nhưng cha đã cho nó rõ sứ mạng nó chưa tròn. Phải chăng linh tử nó dù đã về tới Phật giới sáng suốt thanh tịnh nhưng cơ thánh đức chưa tới, chúng sinh còn ngu muội đau khổ, còn cần tới sự dìu dắt tâm linh của nó thì nó chưa có thể an hưởng niết bàn, mà phải thi hành hạnh bồ tát chịu cực chịu khổ, đi ta bà rong ruổi dưới cõi trần để độ chúng sinh cho tới khi công viên quả mãn mới thôi. Việc này cha nói đây các con có thể hỏi lại nó để rõ hơn. Nói điều này với các con để các con hiểu thêm sự quan trọng của phần công quả cũng như công phu vậy.
Cho nên các con phải săn sóc cả hai phần phước và huệ. Huệ là siêng năng tinh tấn công phu hành pháp tinh luyện để khai thiên môn, mở lối cho tiểu hồn phăng đường về quê xưa cảnh cũ. Còn tu phước là vun bồi công quả, phóng sanh bố thí ban vui cứu khổ cho chúng sinh. Nói tóm lại là phải thi hành đầy đủ tam công tứ lượng, tức lục độ vạn hạnh đó các con. Mà các con phải ráng nhớ hành công quả với tâm muốn cứu khổ ban vui, các con sẽ mau sáng hơn và tiến hóa nhanh hơn nghe các con. Thưa cha, chúng con có nghe nói muốn tu giải thoát sinh tử luân hồi thì chỉ nên chú trọng vào phần công phu thôi, không nên lo việc công quả, làm việc xã hội giúp đời làm gì, vì đây là hạnh nhân thiên sẽ tái luân để hưởng phước trời người. Nếu mình lo công quả, làm việc phước thiện xã hội thì tâm sẽ vọng động, nên phần hồn phải tái luân kẹt lại cõi nhân thiên, không giải thoát sinh tử được. Và con có nghe nói các vị giáo chủ, giáo lãnh, những chức vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo đều là vai trò đang hưởng phước nhân thiên cả, có phải vậy không cha? Xin cha giảng cho chúng con rõ. Này các con, câu hỏi này đã có lần cha trả lời với một số bạn đạo ở ngoài Bà Rịa rồi. Sự thật, việc này cũng có phần đúng nhưng cũng có phần sai. Đúng ở chỗ tất cả những việc ở cõi trần, từ chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, tôn giáo v.v., nói chung là những tiến triển văn minh về vật chất cũng như tinh thần của nhân loại dưới cõi hồng trần đều thuộc về sự điều hành vận chuyển của khối nhân thiên. Các vai trò giáo chủ, giáo lãnh hay là lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo đều là vai trò thuộc giới nhân thiên cả, vì giúp trần lo cho trần gian là công việc hay là hạnh của nhân thiên thừa đó. Nếu con nào thức hồn lên được cảnh giới này, có cơ hội tiếp xúc với các vị đại Bồ Tát trong quần thiên hội, các con sẽ thấy những vị Bồ Tát đang thi hành hạnh nhân thiên, làm việc rộn rịp ngày đêm, lo cho sự tiến hóa dưới cõi hồng trần đến thế nào. Rồi các con sẽ rõ hơn những gì cha vừa nói đó các con. Duy còn có điều sai là khi cho rằng những đứa con nào muốn tu siêu thoát mà lo làm công quả, lo việc xã hội giúp đời thì phần hồn phải bị kẹt lại ở cõi nhân thiên, không lên được Phật giới. Điều này sai đó con. Vì thật sự kẹt lại cõi này hay không là tùy tâm các con, tùy ở tâm thức, ở trình độ trí tuệ của các con đó thôi. Nếu con làm việc giúp đời, đóng vai trò nhân thiên mà tâm con bị trói buộc vào vai trò đó, ham thích vai trò đó, chẳng hạn làm giáo chủ mà ham thích vai trò giáo chủ, thì tâm thức con phải bị kẹt lại cõi nhân thiên, phần trí tuệ chỉ tiến hóa đến đó và hồn con không thể lên đến cõi siêu thoát được đâu. Nhưng nếu con làm việc giúp đời, đóng vai của nhân thiên mà chỉ vì lòng từ bi, muốn cứu khổ ban vui, muốn cứu độ chúng sinh thoát vòng trầm luân mê muội, muốn hỗ trợ chúng sinh tiến hóa mà tâm con chẳng hề vọng động, chẳng bị trói buộc vào vai trò đó, ấy là tâm của Bồ Tát, của Phật, đó là hạnh của Bồ Tát, hạnh Phật, ấy là phần trí tuệ đã tiến hóa khỏi giới nhân thiên, và do đó linh hồn con vẫn đến được khỏi giải thoát như thường chứ con. Này con, hãy nhìn gương Thích Ca chẳng hạn, nó là Phật mà đóng vai nhân thiên đó, là giáo chủ một tôn giáo lo việc cứu độ chúng sinh đó con. Nhưng linh quan của nó có vì thế mà bị kẹt lại cõi nhân thiên đâu. Vai trò giáo chủ với nó chỉ là một thứ áo mão cần thiết phải phát lên để cứu độ chúng sinh thôi. Mặc áo giáo chủ vì lòng từ bi, vì yêu thương chúng sinh, chứ không phải vì thích áo giáo chủ đâu. Ấy là hiện tướng nhân thiên mà làm hạnh của Phật, thế nên phát vai nhân thiên mà vẫn là Phật như thường đó con. Vả chăng nếu trước một việc cần thiết phải cứu khổ chúng sinh, phải lo hỗ trợ cho cơ tiến hóa, mà còn câu nệ vai trò sợ làm việc đó, đóng vai đó không có lợi cho mình, để việc đó cho người khác làm, đấy cũng là còn mê chấp, chưa đúng mức bi dũng, và trình độ bi dũng do vậy cũng kẹt lại đó, không phát triển hơn được đâu con. Mà bi dũng không phát triển được thì trí con cũng không mở hơn được. Và rồi thử hỏi công việc giúp trần gian tiến hóa thật mênh mông không kể tiếp, cơ tiến hóa của cha thật bao la vạn đại, còn biết bao nhiêu việc phải làm để cứu độ các linh hồn còn đắm chìm trong mê muội, trì trệ trên con đường tiến hóa của nó. Vậy phải có chiến sĩ để làm việc chứ con. Nhưng rồi cha biết phải nhờ ai đây? Nếu những đứa có trình độ sáng hoặc có điều kiện, có phương tiện tốt lại từ chối vai trò giúp đời, đóng góp vào việc hỗ trợ tiến hóa cho quần sinh hở con? Những đứa không tu cha đã không cậy nhờ gì được ở phần cứu khổ, chỉ trông cậy vào những đứa con biết tu, biết hướng thượng và có chút tâm hồn để tiếp một tay cứu khổ trần gian. Nhưng rồi nếu những đứa con này lại ích kỷ, chỉ biết lo tu hầu được trở về chỗ sáng hưởng an lạc một mình,
để lại gánh trần gian với ức triệu sinh linh mê muội này cho những ai muốn gánh nó thì gánh. Ai gánh bây giờ hả con? Nếu không phải là những con biết tu, biết thức giác, biết quay về nẻo thiện, lo tìm chỗ sáng hả con? Nhưng rồi nó phải hiểu cho được chân lý này. Lo cho người tức là lo cho ta, và giúp người tiến hóa tức là giúp cho ta tiến hóa đó thôi. Đó là hạnh cao cả của những đứa đã giác ngộ thực sự, nên thấy rõ sứ mạng và nhiệm vụ duy nhất nó phải làm là phát nguyện dấn thân vào ra ba cõi sáu đường, cứu khổ độ sinh không biết nhàm chán. Nhờ đó chúng nó mới tiến dần dần đến quả vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát và Phật quả. Và cho dù đã thành Phật rồi cũng vẫn không bỏ hạnh Bồ Tát đó các con. Vì sao vậy? Vì các con phải hiểu, tu là hành trình để học bi trí dũng, phát triển bi trí dũng cho đến vô cùng tận. Cho nên làm công quả giúp đời, cứu khổ trần gian với tất cả khả năng của con, ấy là một trong những cách phát triển bi trí dũng đó các con. Song cha thấy rằng sở dĩ các con được khuyên chỉ nên lo hành công phu thôi và không nên lo công quả, có thể vì sợ tâm thức các con yếu đuối, có thể bị mê muội rồi vọng động chấp vào các vai trò hành thiện giúp đời khiến cao siêu được đó thôi. Nhưng con hãy xem gương của một trong những huynh đệ có trình độ tu chứng mà các con đã được biết. Phần trí tuệ đã tới Phật giới, nhưng nó cũng đang thi hành hạnh nhân thiên đó con. Nó cũng đang thực thi công quả tận dụng trí tuệ để tế độ quần sinh. Nó luôn luôn ban rải sự hiểu biết, ban rải khối thanh điển của nó để cứu khổ muôn người. Và rồi cũng xông pha làm việc xã hội bằng cách trị bệnh giúp đời đó con. Và rồi con hãy nhìn lại quãng đời tu hành của nó. Từ khi nó bắt đầu phát huệ là đã tận dụng sự hiểu biết của mình để hỗ trợ cho kẻ khác tiến hóa. Mặt hữu hình thì lo giảng pháp quý người tu, mặt vô hình thì xuất điển đi giúp bạn đạo hành pháp hay đi tế độ công nhân, lo hỗ trợ tiến hóa cho các linh hồn ở những cảnh thấp của cõi trung giới. Đấy là nó lo lập công bồi đức, vung bồi âm chất để hỗ trợ con đường tu tiến của nó. Nhờ vậy nó mới được mau sáng tiến hóa thật nhanh, và đến nay điển quang của nó mới tới được Phật giới nhanh như vậy đó chứ con. Đấy con xem, ngoài phần công phu, nó đâu có thờ ơ phần công quả chút nào đâu. Đã chẳng những nó chăm lo công phu, vun bồi công quả, rồi còn chăm sóc công trình luôn nữa đó con. Tam công nghe con. Con có biết công trình là gì không? Là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, tức là việc lập hạnh đó con. Con thấy rõ, khi nó bắt đầu tu đã chuyên chú vào việc lập hạnh rồi. Trường chay, giữ giới rất nghiêm nhặt, dứt bỏ tâm trần, khiêm tốn, nhẫn nhục, ngày đêm tinh tấn công phu, không dám bê trễ chút nào. Cho nên vậy để các con thấy rằng, muốn đi nhanh, muốn mau sáng phải gắn hành tam công cho đầy đủ rốt ráo, không được giải đãi thiếu sót phần nào cả. Hành tam công cũng để phát triển bi trí dũng đó thôi. Các con có biết việc phát triển bi trí dũng được thực hiện như thế nào không hả các con? Các con hãy nghe cho kỹ. Công quả là bố thí, phóng sanh, ban vui, cứu khổ. Đó là phương tiện để phát triển đức bi đó các con. Công phu là thực hành thiền định, đó là phương tiện để phát triển đức trí đó các con. Và công trình là trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, đó là phương tiện để phát triển đức dũng đó các con. Vì việc lập hạnh tức là công trình mà thiếu dũng thì ắt không làm được, nên việc lập hạnh cũng là cách trao dồi chữ dũng đó thôi. Nói tóm lại, muốn phát triển ba đức bi trí dũng thì phải thi hành cho được tam công, tức là công phu, công quả, công trình, và tứ lượng, tức là từ bi hỷ xả. Tam công còn gọi một tên khác là lục độ, tức là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Tứ lượng còn được gọi một tên khác là vạn hạnh. Tất cả những công đức mà các con làm để ban vui cứu khổ cho chúng sinh, đó là từ bi hỷ xả hay là vạn hạnh đó các con. Tuy nhiên cha thấy đa số các con tu phái vô vi vì chưa hiểu nên thường đặt nặng phần công phu, coi khinh phần công quả, nghĩ rằng muốn mau sáng chỉ cần lo công phu để mở huệ, mở trí. Nhưng các con ơi, các con phải biết rằng muốn mở trí phải học bi, bi nhiều hơn, dũng nhiều hơn thì trí con mới được sáng hơn đó các con. Bi càng lớn, dũng càng nhiều thì trí càng mở. Bi con nhỏ hẹp, dũng con yếu hèn thì trí con không thể mở lên cao được đâu các con. Nên nhớ rằng khi con biết thương nhiều hơn, con mới được sáng hơn. Nếu tâm con nhỏ hẹp, thiếu từ ái, điển của con chỉ là đà ở dưới các cõi thấp mà không lên cao được. Do đó muốn về tới cõi Phật thì con phải học mở tâm ra, yêu thương chúng sinh, lo cứu khổ chúng sinh. Vì tâm Phật là tâm yêu chúng sinh, yêu vạn vật muôn loài. Nhờ tâm đó Phật mới chói sáng trí tuệ và về được cõi giải thoát đó con. Nhưng rồi cha nói ngược lại,
mục đích việc công phu của con là để mở trí. Nhưng có trí cũng chỉ để thích giác biết thương hơn, tức là đức bi đó các con. Biết thương hơn để sông lướt dùng ý chí phấn đấu với phàm ngã, để chịu khó chịu cực lo cứu khổ chúng sinh, tức là đức dũng đó các con. Nói tóm lại, có phải chăng các con thấy rằng nếu con có trí thì tức sẽ có bi và dũng, nếu con có dũng thì tức sẽ có bi và trí, và nếu con có bi tức sẽ có trí và dũng hay không hả các con? Những đức tính này tương quan chặt chẽ với nhau, và con sẽ phải lo phát triển nó luôn luôn trên con đường phản bổn quy nguyên bằng cách hành tam công tứ lượng hay lục độ vạn hạnh cho rốt ráo đó nghe con. Các con muốn mau hồi nguyên thì hãy khá hiểu rõ điều này và quyết chí thi hành cho kỳ được nghe các con. Thưa cha, nhờ cha dạy để con tiếp thu. Cha bảo con phải thương, nhưng con muốn thương mà tâm nó không thương, nó không tự động thương, con phải làm sao hả cha? Này con bảo rằng con muốn thương mà nó không chịu thương, con biết vì sao không? Vì phần hồn chủ nhân ông muốn thương nhưng lục căn nó lại chưa biết thương, mà phần hồn vì yếu đuối để lục căn nó lấn lướt rồi nghe theo lục căn luôn. Cho nên khi con tức chủ nhân ông muốn thương mà lục căn không chịu thương là bởi nó chưa biết thương đó con. Nó chưa biết thương thì con phải dạy cho nó học thương, tập cho nó thương. Dạy bằng cách nào hả con? Con dạy không những chỉ bằng cách công phu tinh luyện để giúp lục căn sáng hơn, biết hơn, mà phải bằng cách làm công quả nữa đó các con. Vì công quả là cơ hội để phần hồn bắt lục căn học thực hành tình thương một cách cụ thể. Nếu nó không chịu hành động theo ý muốn của phần hồn vì chưa biết thương, thì phần hồn phải dùng ý chí cương quyết để bắt nó nghe lời trước một công tác tình thương và phụng sự, đòi hỏi sự cố gắng của nó. Nhờ những bài học thực hành đó, dần dần lục căn tiêm nhiễm những thói quen tốt lành, và rồi tự động sẽ biết thương hơn. Nhờ biết thương hơn nên lục căn được sáng hơn đó con. Đấy, phải chăng cũng là một cách quá độ lục căn trong bản thể, giúp nó sáng hơn bằng cách thực thi công quả hay không? Và phải chăng làm công quả cũng là việc con yêu thương chúng sinh trong bản thể của con hay không? Như vậy, các con có thấy rằng giúp lục căn sáng suốt hơn không phải chỉ bằng phép công phu mà bằng cả công quả nữa phải không con? Con nên nhớ làm công quả là học bi bằng cách thực hành đó con. Học bi mà không thực hành thì không thể thuộc chữ bi, mà chữ bi không thuộc thì trí không mở đâu con. Do vậy, làm sao con tiến lên cao được? Mà không tiến lên cao, làm sao con cứu độ được chúng sinh trong bản thể con hả con? Thưa cha, nhưng con không có cơ duyên làm công quả, con thiếu phương tiện để làm phước, như vậy con phải làm sao hả cha? Này con, vì con nói không có cơ duyên ư? Con hãy nghe đây, khi con thương thật sự thì tự động con sẽ thấy có cơ hội để con làm, để con phục vụ đó thôi. Con nên tìm cơ hội để làm chứ đừng để cơ hội tìm đến con. Con muốn đi mau, muốn sáng nhanh mà con không chịu dọn gai gốc thì con đi tự nhiên con bị trì kéo thôi. Vì nghiệp trần còn nặng thì làm sao con đi dễ dàng khỏi bị khảo đảo, khỏi bị trì trệ chậm trễ hả con? Do vậy con phải lo hóa giải nghiệp lực bớt đi bằng cách trả nợ trần, phục vụ quần sinh, lập công bồi đức để vun bồi âm chất, dụng phước trừ nghiệp. Có như vậy nợ trần mới nhẹ dần, nghiệp chướng tiêu bớt, con đi mới dễ. Nghiệp nặng, thiếu phước đức, con muốn tu tiến đi lên cũng phải chịu nhiều khảo đảo đắng cay, khó đi nhanh được. Còn con nói thiếu phương tiện để làm phước ư? Cha cho con rõ, phải quan niệm công quả một cách rộng rãi phóng khoáng hơn. Không phải chỉ bố thí vật chất tiền bạc cho người nghèo khổ mới là công quả đâu. Phải hiểu công quả bao la hơn, là bố thí cả vật chất lẫn tinh thần, là cứu khổ ban vui, là phụng sự cho chúng sinh tiến hóa đó các con. Nếu các con có trình độ hiểu biết hơn, các con sẽ thấy hay nhất là bố thí thanh điển. Vì thanh điển sẽ giúp chúng sinh bớt nặng nề, bớt ngu muội, bớt đau khổ hơn. Hằng ngày các con có thể ban rải những tư tưởng tốt lành thánh thiện ra trong không gian, để giúp những kẻ yếu đuối tối tâm ác trược được vươn lên. Đấy cũng là cách bố thí rất hay và là công quả đó con. Cách bố thí này nếu con thực hành luôn luôn trong ngày, con sẽ giữ được con thanh hơn. Đấy là con đã đem điển của mình vượt qua lớp trược khí dày đặc để lên được tầng thanh điển của càn khôn. Nhờ vậy con được nhẹ nhàng, sáng suốt, phát triển nhanh phần trí tuệ hơn đó các con. Bạch
cha, chúng con thấy trong các đàn cơ hay nói tới tam công tứ lượng. Cha đã giảng cho chúng con hiểu tam công rồi, nhưng tứ lượng là gì hả cha? Này con, tứ lượng đây là tứ vô lượng tâm, là bốn hạnh cần thiết của người tu, tức là từ bi hỷ xả. Bốn hạnh này gom lại một hạnh là thương đó con. Con hiểu chữ thương cho đơn giản, vì có thương con mới có từ bi hỷ xả được đó con. Tóm lại bốn đức này gom lại một chữ bi, và chữ bi của con phát triển chừng nào thì tứ vô lượng tâm phát triển đến chừng đó. Nói một cách khác, nếu con hành tròn tam công thì tự nhiên con sẽ có tứ lượng trong đó rồi. Con có hiểu điều này không hả con? Bạch cha, chúng con thấy trong các đàn cơ hay nói tới tam công tứ lượng. Cha đã giảng cho chúng con hiểu tam công rồi, nhưng tứ lượng là gì hả cha? Này con, tứ lượng đây là tứ vô lượng tâm, là bốn hạnh cần thiết của người tu, tức là từ bi hỷ xả. Bốn hạnh này gom lại một hạnh là thương đó con. Con hiểu chữ thương cho đơn giản, vì có thương con mới có từ bi hỷ xả được đó con. Tóm lại bốn đức này gom lại một chữ bi, và chữ bi của con phát triển chừng nào thì tứ vô lượng tâm phát triển đến chừng đó. Nói một cách khác, nếu con hành tròn tam công thì tự nhiên con sẽ có tứ lượng trong đó rồi. Con có hiểu điều này không hả con? Thưa cha, dạo này vì thời cuộc, vì hoàn cảnh khó khăn, chúng con rất dễ động loạn, khó công phu, hành pháp thấy nặng nề, lười mỏi, có khuynh hướng bê trễ. Ngoài ra chúng con thấy dễ bực dọc, sân si, cáo kỉnh. Chúng con biết là lục căn đang trèo lên, nhưng không biết làm sao trị nó. Xin cha dạy cho chúng con trị bằng cách nào hả cha? Này các con có biết vì sao có hiện tượng gặp những khó khăn đó không? Vì hiện tại tầng trược khí rất dày đặc đang bao phủ trần gian. Con nào mở được huệ nhãn sẽ thấy trược khí vươn lên ngất trời. Trược khí khiến chúng con nặng nề loạn động, tối tâm điên đảo, và tất cả chúng con đều phải bị ô nhiễm không nhiều thì ít, khó tránh khỏi. Do vậy con nào chưa trụ được tâm, ý chí chưa vững thì màn này phải đảo điên vì trược khí. Bị trược khí xung quanh tấn công, tâm lớn mà chủ nhân ông thiếu ý chí không chủ động được thì tự nhiên lục căn trèo lên khảo đảo, khiến chúng con sanh ra dễ bực dọc, cáo kỉnh, sân si, buồn chán, đau khổ, rồi làm điều xấy quấy đó thôi. Dạo này các con ngồi công phu thường thấy nặng nề, nếu thiếu ý chí thì sẽ giải đãi, lười mỏi, hành lấy lệ. Hành pháp như vậy khó nhận được thanh điển rút đi lên. Khi bản thể chúng con không được bao nhiêu phần thanh thì chúng con phải thấy nặng nề, buồn chán, đau khổ, hoang mang, loạn động, bị lục căn làm chủ, và rồi có thể làm điều xoáy quấy để kéo phiền phức khổ nạn đến khảo đảo. Thế nên cha khuyên các con ráng siêng hành pháp luân cho nhiều trong ngày, càng nhiều càng tốt để giải bớt trược khí ô nhiễm. Vì khi con làm pháp luân vận hơi thở là lúc con đem phần dương trong không khí vào dương hóa bản thể con, để con được nhẹ được sáng. Dạo này trược khí nặng nề, mỗi khi vận hơi thở con không đem được bao nhiêu dương khí vô đâu, cho nên các con phải ráng siêng hành pháp luân thật nhiều mới mong giải bớt phần âm khí trong các con, để các con bớt khổ. Thêm vào đó, để các con làm chủ mình hơn và phấn đấu trị lục căn, các con hãy thử làm cách sau đây. Khi vừa thấy tâm ý mình xao xuyến, vọng động, buồn chán, âu lo hay cáo kỉnh, bực dọc, thắc mắc, tức giận người nọ kẻ kia bất cứ lúc nào trong ngày, các con hãy tức khắc cắt đứt ý tưởng đang gây loạn động, hít hơi vào chậm và sâu, thở ra cho thật hết. Làm như vậy cho đến khi con chủ động lại hơn. Đang khi con hít hơi, con co lưỡi răng kề răng, niệm Phật hay niệm tên cha, tưởng nơi trung tim của bộ đầu, vừa niệm Thượng Đế, vừa tưởng mình hợp nhất với Thượng Đế, mình là Thượng Đế đang cai quản cái bản thể này. Rồi ở ngôi vị Thượng Đế, con bắt đầu nghĩ chúc phúc cho tất cả chúng sinh trong bản thể con, chúc phúc cho lục căn, vì chúng đang chịu nặng nề, tối tâm đau khổ nên mới nổi loạn, dấy động do thiếu phần thanh, phần sáng đó con. Con nghĩ con ban hồng ân cho nó, ban sự sáng suốt cho nó, rồi luôn luôn bằng tư tưởng con khuyên dạy nó tu, khuyên nó phải tiến hóa, giáo dục nó nghe theo ý chí sáng suốt của chủ nhân ông, để được mau thoát vòng trầm luân đau khổ. Con nói chuyện với nó bằng tư tưởng như người cha nói chuyện với những đứa con nhỏ dại ngu muội của mình. Khi nó hoành hành dữ lên thì con dùng tư tưởng rầy dạy nó. Nếu hàng ngày con biết làm thường thường công việc giáo dục và chúc phúc như vậy thì chắc chắn lục căn của con sẽ được huấn luyện thuần thục dần dần,
cho đến khi nó chịu quy phục và nghe theo ý chí sáng suốt của chủ nhân ông. Nếu con chịu chú tâm thực hành thường xuyên, không lười biếng, không giải đãi buông trôi, thì cách dùng tư tưởng hợp nhất với Thượng Đế, rồi ban ơn, rồi giáo hóa dẫn tiến lục căn này rất hay và rất hiệu nghiệm đó các con. Các con hãy làm cách này để hóa độ lục căn của các con đi. Điều này rất tốt. Vì khi con dùng những tư tưởng tốt lành, rõ rệt, mạnh mẽ để răn dạy, để giáo dục, để nói chuyện với lục căn một cách nghiêm túc, thì lúc ấy tư tưởng tốt lành mạnh mẽ của con sẽ phát ra luồng thanh điển để kéo lục căn lên chỗ sáng hơn. Con nào có trình độ huệ nhãn, nó sẽ có dịp chứng nghiệm hiện tượng lục căn lục trần nghe chủ nhân ông thuyết pháp. Đây không phải là điều tưởng tượng, vì sự hiện diện của lục căn lục trần trong bản thể con người là một sự kiện hoàn toàn có thật đó các con. Con nào cũng có thể chứng nghiệm thấy được cảnh này khi nó có trình độ huệ nhãn cao. Các con ai cũng vậy, từ trong nặng đi ra nhẹ, từ trượt đi lên thanh, thì chắc chắn phải có sự trì kéo và phải phấn đấu với lục căn lục trần. Nhờ chỗ phấn đấu với sự trì kéo này, con mới học trao luyện ý chí, mới có bài cho chúng con học để tiến hóa. Chúng nó cũng như con nít thôi con. Thế nên nếu con biết răn dạy giáo hóa khuyên nhủ chúng nó luôn luôn bằng những tư tưởng tốt lành, thì chắc chắn dần dần con sẽ ảnh hưởng chúng nó chịu tu tiến theo con. Con hãy nhìn gương những con thú trong gánh xiếc, chúng hung dữ ngu muội, nhưng rồi con người vẫn thành công trong việc chế ngự chúng và hướng dẫn chúng hành động theo ý muốn đó con. Ấy là vì con người đã chuyên tâm chịu khó dùng ý lực của mình để dạy dỗ huấn luyện nó luôn luôn. Còn lục căn lục trần của con cũng vậy. Nếu con không trông nom săn sóc giáo dục nó, dùng ý lực huấn luyện nó thường xuyên để nó lấn áp, nghe theo nó luôn luôn, không dạy, không khuyên, không la rầy nó, hoặc dạy một ngày rồi bỏ quên 10 ngày, thì tự nhiên nó không nhớ những lời dạy của con, và rồi lại quan đàn hư đốn, leo lên nắm quyền sát phạt lại con thôi. Vậy các con hãy áp dụng cách tự hóa độ lục căn theo phương pháp cha vừa diễn giải, cho sớm có kết quả như ý đi nghe các con. Thưa cha, khi con thọ pháp hành thiền, con được dạy rằng không cần phải cố gắng lập hạnh hay diệt tham sân si hỷ nộ ái ố dục, mà chỉ cần công phu theo pháp lý một thời gian thì tự nhiên tánh tình sẽ thay đổi. Nhưng cho đến nay sau một thời gian hành thiền, con vẫn chưa thấy khá hơn, vẫn nóng giận, vẫn sân si và nhiều tật xấu. Nhưng con thấy những bạn tu khác hành pháp này thì có chứng nghiệm, có sự tiến bộ nhiều trong việc sửa tánh. Xin cha dạy cho biết tại sao trường hợp của con lại không được hiệu quả hả cha? Này các con, cha thấy đa số các con trong phái vu vi hay lý luận rằng không cần sửa để pháp nó sửa. Đây, để cha phân tích cho các con rõ. Nếu con muốn tiến hóa nhanh, muốn mau sáng, thì việc trao tâm sửa tánh lập hạnh rất cần thiết chứ con. Việc lập hạnh hay công trình rất là quan trọng và hỗ trợ đắc lực cho sự tiến hóa của người tu. Và chăng việc công phu và việc lập hạnh có tương quan rất mật thiết với nhau? Vì phải chăng việc công phu buổi tối hỗ trợ cho việc lập hạnh ban ngày, và việc lập hạnh ban ngày hỗ trợ cho việc công phu buổi tối hay không hả các con? Vì sao công phu buổi tối lại giúp việc lập hạnh ban ngày hả con? Đây cha cho các con rõ, buổi tối nếu con ngồi công phu sốt sắng, không lười mỏi, không giải đãi, không lo ra, nhờ trụ tâm ý và nhờ cách vận hơi thở, con mang được một số thanh điển của trời đất vào thanh lọc bản thể, quân bình lại ngũ hành sau một ngày nó bị rối loạn, bị trượt quá vì những sinh hoạt hồng trần của con. Cho nên khi con công phu buổi tối, hôm sau con người được ổn định hơn, vui tươi phấn khởi hơn, tánh tình con nhờ đó được thăng hoa, giúp con dễ sống đạo đức hơn. Đấy là công phu buổi tối giúp việc lập hạnh ban ngày đó con. Rồi vì sao lập hạnh ban ngày hỗ trợ việc công phu buổi tối hả con? À, điều này con có thể chứng nghiệm được khi con sống một ngày đầy loạn động, dẫy đầy tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Tự nhiên con thấy nặng nề mệt mỏi, buổi tối ngồi công phu khó khăn, lười mỏi giải đãi lo ra, ngồi thiền cho lấy có. Thế nên bản thể chẳng hưởng được bao nhiêu thanh điển, ngũ hành không có cơ hội được thanh lọc và quân bình trở lại để giúp cho sự cải sửa tánh tình lập hạnh ban ngày. Do đó mà công phu hoài không thấy tiến bộ, ấy là việc lập hạnh ban ngày hỗ trợ các con. Bộ con phải vừa công phu vừa lập hạnh, đừng có ỷ lại vào pháp môn, chờ nó cải sửa cho mình, chờ biết chừng nào hả con? Cận ngày giờ rồi lo đi mà không kịp thôi con. Vả chăng nếu con muốn ỷ lại vào pháp để pháp nó sửa cho con, việc này cũng được chứ con? Có điều ỷ vào pháp cậy nhờ nó thì phải siêng năng bám theo nó, tức là con phải ngày đêm tinh tấn công phu, chuyên chú siêng hành pháp luôn luôn, không bê trễ, không giải đãi,
mỗi lúc công phu phải sốt sắng không bê bối lo ra. Hành được như vậy thì đương nhiên và chắc chắn con phải thấy tiến bộ. Đấy là ỷ lại mà biết sáng suốt ỷ lại đó các con. Thưa cha, con có biết một bạn đạo trước đây vào thời gian đầu hành theo pháp lý này rất thấy tiến bộ, tánh tình thay đổi. Có khi lúc công phu nhắm mắt lại thấy được ánh sáng xẹt ra từ tâm tinh bộ đầu, có khi thấy được cảnh này cảnh kia. Nhưng một thời gian sau công phu lại bị sút kém, không còn được thấy như trước và tánh tình trở lại nóng nảy gắt gỏng như khi chưa tu. Người này cho biết mỗi tối đều có hành công phu. Vậy xin cha cho rõ tại sao lại có sự thoái bộ như vậy khi vẫn công phu đều đặn hả cha? Này con, mỗi tối vẫn ngồi công phu nhưng sở dĩ thoái bộ vì nhiều lý do, cha tạm kể vài lý do sau đây. Vì dạo sau này khi công phu, bạn con không đủ định trí để đem được số thanh điển cần thiết thanh lọc và ổn cố ngũ hành, hầu quân bình lại mọi tổ chức cơ năng trong bản thể sau một ngày vọng động vì những sinh hoạt hồng trần đó con. Rồi phải thấy chỗ này, trong ngày con bị vọng động nhiều với đời sống trần gian khiến thần tán khí hao điển mất. Do đó bản thể bị ô nhiễm nhiều trượt nên tối về ngồi công phu phải thấy nặng khó khăn, điển không rút đi lên được. Công phu nặng càng khiến con giải đãi lo ra, lười mỏi hành lấy lệ rồi xả thiền. Đã bị ô nhiễm trong ngày rồi lúc công phu lại giải đãi, không ráng tinh tấn hành pháp để hội tụ được số thanh điển thanh lọc, hóa giải bớt trượt khí trong bản thể. Nên năm luồng điển của ngũ tạng tâm can tỳ phế thận phải bất thông, không được cải sửa lại trật tự ngũ hành rối loạn mà không quân bình lại được, thì tất nhiên con phải thấy sút kém thoái bộ cả mặt tinh thần lẫn sức khỏe cơ thể. Thấy nóng giận trở lại là vì quả can bị nghẹt không thông đó. Do vậy, dầu luôn xa ở tâm tinh bộ đầu có mở được chút ít nhờ thanh điển hội tụ được khi công phu tốt lúc trước đó, phải bị che lại sau này vì ô nhiễm trượt mà thôi. Lý do nữa vì giai đoạn sau này là màn của khối trượt khảo đảo nên tầng trượt khí bao quanh cõi hồng trần càng ngày càng dày đặc. Các con tu thiền phải cố gắng hơn bội phần theo đà phát triển của trượt khí thì mới mong hóa giải bớt ảnh hưởng của khối trượt điển đang tác loạn ở đấy. Nếu các con cứ tiếp tục công phu theo đà từ trước đến nay thì chắc chắn phải thấy hiệu quả sút kém mà thôi. Cho nên cha đã khuyên các con phải ráng siêng hành pháp luân cho nhiều trong ngày, vào bất cứ lúc nào con có điều kiện. Ngoài ra con ráng hành những gì cần thiết cho cơ cấp cứu để hóa giải bớt trượt khí mà con nào cũng phải bị ô nhiễm không ít thì nhiều. Đấy là trường chay, mật niệm tinh cha hay mật niệm các vị Phật, các vị Bồ Tát và siêng năng tinh tấn công phu. Những điều trên cha đã phổ biến cho các con biết rồi. Trở lại vấn đề con hỏi, cha tóm tắt rằng sở dĩ đứa kia vẫn công phu mỗi tối mà bị thoái bộ là vì những điểm này. Một là không hành công phu tốt nên không bồi bổ lại được phần điển đã mất. Hai là vì ban ngày bị loạn động nhiều bởi cảnh sống nên ảnh hưởng việc hành pháp buổi tối khiến công phu không được kết quả tốt đó con. Ba là vì công phu đã không theo kịp với đà phát triển của trượt khí, những sự kiện này đã đưa tới chỗ thoái bộ của bạn con. Điều này cha đã nói tổng quát cho mọi trường hợp chung mà các con đều có thể gặp. Có thể có trường hợp đặc biệt riêng rẽ, nhưng cái đó phải xét cho từng cá nhân mới được đó con. Thưa cha, con có nghe nói đến hội Long Hoa và hội Long Vân. Vậy xin cha giải thích rõ hơn về sự khác nhau giữa hai hội này đó cha. Này các con, Long Hoa với Long Vân cũng chỉ là một mà thôi, nhưng được thể hiện bằng nhiều trạm, tạm gọi là trạm bán kết, trạm chung kết vân vân. Hiện tại khối trượt đang hoành hành ở đây, khiến con người phải chịu nhiều thử thách như nghèo đói, bệnh hoạn, tai nạn, chết chóc, thiên tai, địa ách vân vân. Đấy là cơ khảo thí Long Hoa đang diễn bài. Đợt khảo thí này là đợt bán kết, là cơ sàng sải để thanh lọc một số phần hồn nặng nghiệp sát và trượt đúng mức của ma quỷ. Qua đợt này sẽ là cơ chuyển tiếp, là giai đoạn giúp các con có điều kiện tiến tu hơn để chạy nước rút cho kịp dự kỳ chung kết. Còn đợt chung kết nữa đó con, nhưng nếu con không qua được đợt này thì làm sao giữ được kỳ chung kết hở con? Đợt khảo thí chung kết sẽ là cơ tận diệt, là kỳ phán xét cuối cùng. Đợt này sẽ vô cùng dữ dội. Con nào không đủ trình độ tiến hóa đạo đức và trí tuệ thì phải tiêu trong màn này. Vì đây là đợt mà cha tuyển chọn rặt rồng giống tốt để vào kỷ nguyên thánh đức đó con. Trình độ tối thiểu cũng phải là sạch hết những tánh ganh tị, nhỏ mọn, đố kỵ, tị hiềm, chấp ta, ngã mạn, phân biệt, chia rẽ,
Tóm lại, phải có trình độ đại đồng, biết thực thi tình bác ái huynh đệ giữa đồng loại, không phân biệt tôn giáo, màu da, chủng tộc, giai cấp đó các con. Thưa cha, có bạn đạo nói tu vào Long Hoa là còn thấp, họ tu không cần vô dự Long Hoa hội, họ tu để về thẳng cõi giải thoát. Thưa cha, tu không vô Long Hoa hội có được không hả cha? Này con, đại hội Long Hoa lần này là kỳ đại hội điểm đạo lần thứ 3 của quả địa cầu 68 này đó con. Đây là một cuộc điểm đạo hết sức vĩ đại và quan trọng mà tất cả các hàng Phật, tiên, thánh và những phần hồn tiến hóa đủ tiêu chuẩn được tuyển chọn đều phải tham dự cả. Đây là cuộc điểm đạo vô cùng lớn lao để định vị cho tất cả những ai được đắc quả hoặc chịu gắn công tu hành ở kỳ 3 này đó con. Những con nào nếu tới được trình độ Niết Bàn ở kỳ 3, đến giờ đó dĩ nhiên cũng đều phải có mặt để xướng danh định quả vị. Lúc đó phải trình diện trước công đồng Long Hội chứ con. Có hỏi tu không vô Long Hoa có được không? Được chứ con, phải có trường hợp đó chứ con. Đó là trường hợp của những đứa bị loại tên vì không đủ tiêu chuẩn tiến hóa sang thời thánh đức đó các con. Duy có điều các con phải hiểu, Long Hoa chưa phải là mục tiêu tối hậu của người tu đâu các con. Đấy chỉ là một chặng đường tiến hóa mà trên chu trình tiến hóa đăng đẳng của con phải đi ngang qua đó mà thôi. Các con có biết mục tiêu tối hậu của các con là gì không? Là phải về đến cội nguồn đó các con, về đến nơi mà con đã phân ly để tách bước ra đi. Các con ơi, các con phải về để hợp nhất với đại hồn cha. Tiểu linh quang phải hòa với khối đại linh quang của càn khôn vũ trụ. Con phải về đến ngôi Thượng Đế, để con biết Thượng Đế, để con thật biết con, để con hiểu rằng trọn chu kỳ tiến hóa của con đi xuống để rồi trở về là chỉ để con đi học về con đó mà thôi. Các con có hiểu được sự kiện tối quan trọng này không hả các con? Thưa cha, người biết tu quá ít, kẻ không tu quá nhiều. Người đi lên chẳng mấy ai, kẻ đi xuống thôi đông nghẹt. Như vậy có phải là điều bi quan chăng khi khối trượt thắng thế hả cha? Này con, sự kiện đó cũng không có gì phải bi quan đâu con. Cũng là nằm trong lý vận hành của càn khôn thôi. Nguồn máy âm dương chuyển động luôn luôn theo định luật tiến hóa không ngừng của vũ trụ. Cho nên trời đất phải có lúc nóng lúc lạnh, lúc mưa lúc nắng, lúc tối lúc sáng, lúc thịnh lúc suy. Khi thì âm suy dương thịnh, khi thì âm thịnh dương suy. Lúc thì ánh sáng tràn lan, lúc thì bóng tối chuyển động. Đây là lúc bóng đêm hoành hành, nên con người dễ có khuynh hướng ngã vào sự tối tăm ngu muội. Rồi lại có lúc vầng đông ló dạng, ánh sáng bừng lên, con người sẽ thức giấc sinh động lại, rồi vươn lên trong ánh nắng chói chang đó thôi các con. Thưa cha, gần đây cảnh đời quá loạn động, nhiều người tu thấy hạnh tu cũng khá, nhưng đùng một cái bỗng trở nên bê bối, làm nhiều điều sai quấy, hoặc ăn nói lăng nhăng như một người chưa hề biết tu. Chúng con thật không ngờ và không hiểu tại sao vậy thưa cha. Này các con ơi, đây là một tai nạn xót xa của người tu mà tất cả các con đều có thể vấp ngã trên cuộc hành trình đăng đẳng về quê xưa chốn cũ đó các con. Chuyện vấp ngã ấy cũng dễ hiểu thôi. Khi trượt dày đặc tràn ngập khắp nẻo trần gian, tất cả các con đều phải ít nhiều bị ô nhiễm và phải chịu ảnh hưởng khảo đảo bởi việc trả quả cộng nghiệp. Người tu trong màn này phải biết đề cao cảnh giác, phòng bị nghiêm nhặt, kiểm soát mình luôn luôn chớ để lơi tâm. Vì con nào cũng phải chịu trượt tấn công ít nhiều tùy theo nghiệp lực cá nhân hay gia đình nó, và chắc chắn không con nào khỏi đâu con. Cho nên tất cả các con đều phải ở trong tư thế sẵn sàng, chuẩn bị nghiêm túc để đủ bình tĩnh sáng suốt đối phó với nghịch cảnh đưa đến. Cũng vì vậy một khi giải đãi không phòng bị chu đáo, không bế chặt ngũ quan nhãn nhĩ tỷ thiệt thân để lo quay vào trong củng cố thực lực, chẳng khác nào cảnh địch quân đang vây quanh thành. Nếu thành không bế chặt cửa, không lo củng cố lực lượng, bê trễ việc canh phòng kiểm soát, bài thế sơ hở cho kẻ địch thì chắc chắn giặc sẽ tràn vào tấn công. Nếu không đủ thực lực cầm cự thì phải yếu thế thất thủ đó thôi. Cảnh thất thủ đó chính là sự vấp ngã của người tu trong cơn thử thách khảo đạo. Các con ơi, đây là một thực trạng đau xót nhưng rất bình thường, và mọi linh hồn đều phải có dịp chứng nghiệm qua trên cuộc hành hương trở về của nó đó con. Con đường đi lên thì phải vậy, phải phấn đấu luôn luôn trong thử thách đắng cay để học hỏi hiểu biết, và rồi phải có khi vấp ngã đó thôi.
Vì thế con ơi, hãy nhìn hiện tượng đó với đôi mắt thật bình thường, đầy cảm thông và hiểu biết nghe con. Vì khi con chưa hiểu biết thì con ngạc nhiên tức giận, lên án khinh ghét, lánh xa kẻ đang vấp ngã. Nhưng khi con hiểu biết rồi thì con phải cảm thông, yêu thương tế nhị và phải hỗ trợ kẻ ấy vươn lên mới đúng chứ con. Ấy là thực thi tình thương giữa đồng loại, là thực thi bi trí dũng của người tu. Bao giờ các con chưa thực hành được điều này, còn nghe lòng mình tị hiềm, khinh ghét, đố kỵ, là con chưa đủ tiêu chuẩn để được tuyển chọn vào quân thánh đức nghe con. Con nên hiểu rằng tiến trình đi từ chỗ nội tâm tế loạn đến hiện tượng bị vấp ngã của một cá nhân thật là phức tạp, nhiều u uẩn tế nhị mà chỉ có Thượng Đế mới có thể phân tích, đánh giá đúng mức để phê phán và kết án kẻ sấy quấy đó thôi con. Cho nên chỉ có cha mới ở vào vị thế đúng đắn nhất để lên án, cần thiết lên án và có quyền lên án một linh hồn. Vì khi cha lên án nó, cha sẽ cùng lãnh án với nó. Khi cha chỉ trích sự sấy quấy của nó, cha biết yêu thương và hiểu được bản chất sấy quấy đó. Khi cha đai nghiến nó, cha sẽ cùng đau đớn với nó. Khi cha dùng luật răng phạt nó, cha sẽ cùng nó gánh chịu quả báo. Và cha chỉ hành động chỉ vì mục tiêu tiến hóa của nó mà thôi. Chỉ khi nào con làm được như vậy thì con tha hồ có quyền chỉ trích, tức giận, kết án, khinh ghét, tị hiềm, đố kỵ, oán giận, tàn nhẫn đối với một kẻ sấy quấy vấp ngã. Còn nếu con chưa làm được thì đấy chỉ là những tư tưởng, những hành động phát xuất từ vô minh, chỉ làm con kẹt trong hẹp hòi ngu muội, gieo nghiệp không lành để phải trả quả, làm trở ngại đà tiến hóa linh hồn con lên đến chỗ sáng suốt đó con. Tóm lại, màn này hỗn loạn đảo điên, tất cả các con một mặt phải luôn luôn hướng nội, ráng giữ tâm ý không cho buông lung theo ngoại cảnh, phòng bị và kiểm soát mình luôn luôn, một mặt lo thanh lọc bản thể bằng công phu, bằng công trình để ổn cố điển lực. Nên tỉnh bất khẩu dành việc niệm Phật để giữ điển, chớ nói chuyện đời nhiều. Màn này con nào nói nhiều sẽ có khuynh hướng phát ngôn bừa bãi, sanh chuyện rắc rối và đi tới chỗ loạn tâm. Nên nhớ nói nhiều, hao khí điển sẽ bị nhiễm trược, gây loạn động tâm thần, còn có thể vương mang khẩu nghiệp, nếu lời nói không lành và không hữu ích, rồi có thể gặp nhiều rắc rối bởi sự thiếu cẩn ngôn. Vậy các con khá hiểu và giữ mình để vượt qua cơn khảo đảo này nghe con. À, ở đây cha cũng thấy việc này. Thường khi các con cho rằng người tu mà nhất là đại nguyên căn hay gặp cảnh thử thách vấp ngã, rồi các con sợ phải làm đại nguyên căn. Sự thật thì không phải vậy đâu con. Đâu phải đại căn mới gặp thử thách đâu con. Thử thách là do quả nghiệp của con đó thôi. Còn tiểu căn mà nhiều nghiệp, con cũng gặp liên miên thử thách như thường vậy. Nhưng đại căn thì linh tánh sáng hơn, lỡ vấp ngã còn có thể có cơ may vươn lên được. Còn tiểu căn thì linh tánh lu mờ, khi ngã rồi khó mà vươn lên nổi đó con. Cho nên được đại căn là phước lớn chứ con. Có điều ở đây con nên biết, mọi nghịch cảnh thử thách khó khăn ghê gớm đến đâu cũng không nguy hiểm bằng nỗi yếu hèn, sự sợ hãi của nội tâm, của ý chí, của linh hồn con. Chính nó là cái bóng ma lởn vởn, là thủ phạm đích thực gieo khiếp sợ, gây trở ngại cho con, chứ không phải là những sự khảo đảo từ bên ngoài đâu. Trên cuộc hành trình trui rèn ý chí và học hỏi tiến hóa của con, phút giây nào mà con xua đuổi được bóng ma yếu hèn sợ hãi ngay trong tâm, khắc phục được thủ phạm đó thì tức khắc mọi thử thách dẫu gian truân đến đâu cũng phải tan biến như khói sương trước vầng đông minh triết đó con. Vậy, vấn đề ở đây không phải là sợ hãi, trốn chạy thử thách hay mong cầu đừng gặp thử thách. Cha lặp lại, vấn đề ở đây không phải là sợ hãi, là trốn chạy thử thách hay mong cầu đừng gặp thử thách. Vì không gặp thử thách là chuyện không hề xảy ra cho bất cứ một linh hồn nào phải xuống thế để học hỏi đâu con, nhất là lúc mà nó còn vướng vòng nghiệp quả. Vậy chỉ còn có cách là phải đối diện với thử thách và chế ngự nội tâm để vươn lên. Đây là bản năng tự vệ cần thiết của linh hồn trên đường tiến hóa của nó. Nên biết rằng khi con gục ngã trước một thử thách, ấy không phải là bị gục ngã vì sự thử thách, mà vì sự yếu đuối, sự sợ hãi của linh hồn con đó. Là người tu, nếu con muốn tìm lên chỗ sáng suốt minh triết, muốn được tiến nhanh, muốn mau sáng, muốn mau mở huệ, con hãy cố vứt bỏ dứt khoát những tư tưởng sợ gặp thử thách, sợ khổ, sợ gian truân, sợ nguy hiểm đi các con. Những nỗi sợ hãi này sẽ làm chân thần lu mờ, trí tuệ không sao phát triển và con không thể tiến hóa lên cao được. Một linh hồn thiếu dũng mãnh sẽ bị là đà trong vòng luân hồi chuyển kiếp mãi cho đến khi đủ ý chí đại hùng để vượt lên cõi sáng. Cho nên con nào muốn giải thoát thì dứt khoát phải học dũng mà thôi. Nên nhớ rằng một linh hồn yếu đuối, sợ hãi chắc chắn không thể sáng được và rất dễ vấp ngã, rớt rơi trong cơn khảo thí này đó các con.
các con hãy khá hiểu và cố thực hiện cho kỳ được đức dũng, tức là đại hùng nơi nội tâm nghe các con. Thưa cha, con cố bỏ tánh sân mà chưa được, ai chọc giận là con nóng lên không nhịn được. Xin cha dạy con cách sửa thưa cha. Này con ráng hành pháp luân nhiều hơn nữa để đem thanh khí cải sửa bản thể, khai thông ngũ tạng. Khi ngũ hành phân tán, ngũ tạng phải bất thông đó con. Quả can con bị nghẹt nên bị nóng nảy sân si đó. Ở đây cha nói thêm về tánh sân để hướng dẫn cho con phần tư tưởng, giúp con cải sửa. Sân là bản chất của Thượng Đế cũng như của con. Cha đã giảng điều này. Nếu con muốn lên chỗ sáng suốt, con sẽ không diệt mất tánh sân, nhưng con bỏ sân trượt để học sân thanh. Vậy là sao hả con? Đây cha giảng thích cho con rõ. Sân ở con người là phản ứng đáp trả lại sự kích động của đối tượng khác bằng tư tưởng, bằng lời nói hoặc hành động. Khi con sân kiểu nặng trượt, lúc đó con có phản ứng phóng ra những tư tưởng nặng nề, tức những luồng trượt điển đến cá nhân chọc giận con. Con phát ngôn nóng nảy và có khi có những hành động sai quấy dẫn đến những hậu quả không hay. Kiểu sân này chỉ phá hoại con, ảnh hưởng xấu cho bộ máy bản thể con, khiến nó mau hư hỏng, làm cho con trượt và cá nhân kia trượt hơn. Chưa kể đến những hậu quả tai hại chưa lường trước bởi những hành động thiếu sáng suốt lúc giận dữ. Tất cả những cái này sẽ thành nghiệp lực tác động trở lại con để trì trệ sự tiến hóa của con đó. Giờ đây con bắt đầu học thực hành sân thanh. Khi bị một kẻ chọc giận, con ráng im lặng, tránh phản ứng ngay sự giận dữ lúc đó. Và để trợ duyên cho việc giảm bớt sự bực tức, con co lưỡi răng kề răng hít vô chậm chậm, thở ra cho hết hơi. Vừa mặc niệm tánh cha hay niệm Phật, tưởng ngay trung tâm bộ đầu. Hít thở nhiều lần như vậy, đến khi nghe tâm dịu lại. Lúc ấy con nghĩ con hợp nhất với Thượng Đế, rồi bắt đầu hành sân thanh. Khi ấy con nghĩ mình là Thượng Đế và phản ứng đáp lại kẻ chọc giận con bằng những tư tưởng tốt lành, bằng cách ban hồng ân cho nó, chúc phúc cho nó được sáng lên hơn để hiểu hơn đó con. Khi những tư tưởng này sẽ đến khi con nghe nội tâm thanh bình trở lại. Đây là cách phản ứng thích đáng và sáng suốt nhất, vừa bảo vệ con, dinh dưỡng con, vừa vun bồi cho con sáng hơn, mà lại có thể từ từ ảnh hưởng đến cá nhân kia theo chiều hướng thuận lợi cho con nếu họ xử quấy với con. Cho nên cách sân thanh vừa dinh dưỡng con, vừa tránh nghiệp quả, vừa có công quả bố thí sự sáng suốt cho tha nhân. Nếu con thực hành cách sân này luôn luôn, con sẽ dần dần tiến đến sáng suốt cho đến khi biết sân thanh thật sự. Lúc ấy con có hạnh sân của Phật đó con. Vì ai chọc giận Phật, Phật sẽ phản ứng tức khắc bằng cách phóng lại cho kẻ đó chút thanh điển sáng suốt để kéo nó đi lên. Vì ai chọc giận Phật, Phật sẽ phản ứng tức khắc bằng cách phóng lại cho kẻ đó chút thanh điển sáng suốt để kéo nó đi lên. Cho nên khi con thật biết sân trượt, linh hồn con nổi loạn tối tâm và ở trong trạng thái địa ngục. Khi con thật biết sân thanh thì hồn con thanh tịnh sáng suốt và ở trạng thái niết bàn. Về tới ngôi Thượng Đế, con sẽ sân trượt và sân thanh cùng một lúc. Ở ngôi cha, bất cứ thể tính bản chất nào cũng thể hiện ở hai trạng thái thanh và trượt cùng một lượt. Như một bạn đạo của con có trình độ tu chứng khá cao, nó có cơ đó ngày đêm để tới niết bàn. Cha giận nó sai, cha rầy dạy nó, có khi cha giận dữ rầy la nó ghê gớm. Nhưng cha càng sân càng rầy dữ chừng nào thì nó càng sáng càng được hưởng chừng ấy. Hào quang nó sáng chói lên và điển quang nó được cha rút lên khỏi tần số điển của chính nó, kéo nó hướng về chỗ cực thanh tịnh, khiến cho nó sáng thêm và hạnh phúc thêm. Cho nên nhìn cung cách của cha lúc đó thì cái sân giống như kẻ phàm trần. Nhưng sân mà lại vẫn đủ sức siêu để rút điển quang của một đứa có trình độ tiến hóa lên tần số điển cao hơn tần số của nó. Đã nhiều lần nó chứng nghiệm được hiện tượng này và hưởng trọn vẹn nhờ có trình độ tiến hóa cao, sạch hết phàm tâm, thấy được điển và biết giá trị quý báu của điển cha ban cho nó để mở rộng linh hồn đón nhận. Các con có thể hỏi lại nó cho hiểu hơn hiện tượng này. Riêng với những đứa còn phàm tâm và dẫy đầy tự ái hoặc chưa biết điển, trường hợp bị rầy như vậy nó thấy phiền bực, thế là nó tự đóng linh hồn nó lại bởi trượt điển từ sự phiền bực đó. Vậy nên nó không biết giá trị và không hưởng được bao nhiêu. Cho nên khi cha xuống cõi trần qua đức kim thân, các con rồi sẽ thấy cha thể hiện mọi bản tính của Thượng Đế ở trạng thái thanh trượt cùng một lúc. Và đức kim thân sẽ trần mà thoát trần cùng một lượt đó con.